Bạn đã quen với việc đón những người đi nhờ xe trên quãng đường đi làm dài của mình chưa? Chắc là bạn muốn nghe về kiểu lừa đảo quá giang rồi đúng không? Thủ thuật này nhắm vào những người lái xe không nghi ngờ. Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng việc có người giả làm người quá giang và vẫy một chiếc ô tô bên đường. Họ nói rằng mình bị kẹt lại hoặc cần được chở đến một thị trấn hoặc thành phố gần đó. Trong một số trường hợp, người quá giang có thể yêu cầu tài xế tấp vào một địa điểm cụ thể, chẳng hạn như trạm xăng hoặc cửa hàng tiện lợi. Sau đó họ sẽ biến mất cùng với tiền hoặc các vật có giá trị khác của tài xế. Trò lừa đảo này cũng có thể được thực hiện theo nhóm, trong đó một nhóm người sẽ vẫy một chiếc ô tô và yêu cầu đi nhờ xe. Và khi chiếc xe đang di chuyển, chúng sẽ đe dọa tài xế và lấy cắp tiền, vật có giá trị hoặc thậm chí là chính chiếc ô tô luôn. Điều quan trọng là phải cảnh giác với trò lừa đảo này và luôn thận trọng khi đón những người quá giang. Tốt nhất là tránh đưa tiền hoặc các vật có giá trị khác cho bất kỳ ai tuyên bố cần đi nhờ xe và không bao giờ tấp vào một địa điểm không an toàn hoặc không quen thuộc nhé! Người quá giang không phải là lý do duy nhất khiến bạn có thể gặp rắc rối trên đường. Một lát phô mai không phải là thứ bạn muốn tìm thấy trên chiếc ô tô đang đỗ của mình đâu nhỉ? Vâng, đó có thể là dấu hiệu của nguy hiểm đấy. Một người phụ nữ đã kể câu chuyện về trải nghiệm như vậy trên mạng. Cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của một số thanh niên hàng xóm. Cô quyết định gọi cho một người bạn và nhờ giúp dọn dẹp chiếc xe. Nhưng khi hai người phụ nữ bắt đầu cọ, phần phô mai tan chảy khỏi kính chắn gió của cô ấy. Họ nhìn thấy điều kỳ lạ ở gần đó. Cô nhớ đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng đang đến, trong đó có một đám đàn ông nhìn chằm chằm họ một cách đầy nghi vấn. Cô ấy không một mình, vì vậy cô thấy việc dọn dẹp chiếc xe vẫn an toàn, mặc dù họ không cảm thấy thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. Họ mất gần một giờ để cạo sạch phô mai đã tan chảy vì nóng. Tuy nhiên, cô ấy băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là một chiến thuật cướp bóc hay không? Đó là bởi vì hầu hết mọi người sẽ quá tập trung vào việc dọn dẹp đống lộn xộn trên xe của cô, dẫn đến bị phân tâm khi để mắt đến những thứ họ để lại trong xe, như túi sách, ví hoặc thậm chí là những món đồ mới mua gần đây. Hoặc tệ hơn, nếu đó là một chiến lược bắt cóc thì sao? Loại phô mai dính đó sẽ khiến một người thực sự tập trung vào việc sửa xe. Vì vậy, họ sẽ không thể nhìn thấy những kẻ khả nghi đến chỗ họ đúng lúc. Điểm mấu chốt rút ra từ câu chuyện này là nếu bạn nhìn thấy một chiếc phô mai trên ô tô của mình, bạn cũng có thể để nguyên như vậy, miễn là nó không cản tầm nhìn và không thực sự ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn. Chiến lược an toàn nhất của bạn là làm sạch nó ở nhà, hoặc mang đến tiệm rửa xe gần nhất. Họ sẽ biết cách tốt nhất để làm sạch xe mà không làm hỏng lớp sơn. Ừ thì, trò lừa đảo phô mai trên ô tô có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vài trò lừa đảo ngoài kia rõ ràng hơn nhiều. Với trò tiếp theo này là một phương pháp cướp xe khá bất thường. Nếu bạn thấy một chiếc áo phông hoặc chiếc áo hoodie trên kính chắn gió hoặc thậm chí bị cuốn giữa các lưỡi gạt nước, đừng vội đẩy nó đi. Một lần nữa, nó có thể được đặt ở đó nhằm mục đích đánh lạc hướng bạn trong khi xe của bạn bị lấy đi. Lái xe đi càng nhanh càng tốt, nếu có thể, và đến một địa điểm an toàn, đủ ánh sáng và có nhiều người. Ở đó, bạn có thể loại bỏ bất kỳ đồ vật nào có trên ô tô của mình mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Một số người thậm chí đã tìm thấy cả tiền dưới lưỡi gạt nước của họ. Hình dung ra chủ đích tương tự của những người làm thế thật dễ như ăn bánh ấy. Có nhiều phương pháp giúp bạn giảm khả năng bị cướp xe. Để lốp xe của bạn quay vào lề đường bất cứ khi nào bạn đỗ xe. Nếu bánh xe ô tô của bạn ở vị trí đó, kẻ trộm sẽ ít có khả năng tháo chạy cùng với chiếc xe. Họ sẽ thấy rằng ô tô của bạn cần nhiều thời gian và năng lượng hơn để dịch chuyển, vì vậy nó sẽ ít trở thành mục tiêu hơn. Đáng buồn thay, lừa đảo trên đường là khá phổ biến, và một trong những loại phổ biến nhất là lừa đảo xe kéo khét tiếng. Trò lừa đảo này liên quan đến việc để lại dầu, đinh kim loại hoặc mảnh thủy tinh trên đường và chờ người lái xe xa bẫy. Nếu xe của bạn bị hư hỏng trong tình huống như vậy, những kẻ lừa đảo sẽ bất ngờ xuất hiện và đề nghị cung cấp dịch vụ kéo xe với giá cực cao. Họ sẽ cố gắng ép bạn sử dụng dịch vụ của họ vì đa số thời gian, đồng bẫy này được giăng ở các vị trí chiến lược. Họ đảm bảo rằng mọi người sẽ bị mắc kẹt ở nơi có tầm nhìn hạn chế và không có trạm xăng nào trong tầm ngắm để bạn có thể đánh giá tổn hại cho xe mình. Trong trường hợp bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý cho họ kéo xe, họ cũng sẽ lợi dụng tình huống đó và đưa xe đến các xưởng sửa chữa không được công ty bảo hiểm của bạn chấp thuận.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn để lấy lại chiếc xe của mình. Nếu bạn đã lái xe đủ lâu, bạn sẽ biết rằng người lái xe đâm vào sau xe khác luôn là người có lỗi. Đó là bởi vì bạn phải luôn giữ khoảng cách thoải mái với xe phía trước để có thể dừng xe an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Một số kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng điều này bằng cách liên tục phanh gấp, khiến bạn va vào chúng. Chiến thuật nguy hiểm này được sử dụng để moi tiền cho những thiệt hại giả định và thậm chí cho cả các chi phí y tế giả nữa. Để tránh trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này, bạn nên giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là với phương tiện khả nghi hoặc tài xế gây rối. Nếu một kẻ lừa đảo tiếp tục làm phiền bạn khi tham gia giao thông, cách hành động tốt nhất là lái xe đến đồn cảnh sát gần nhất và báo cáo họ. Hình dung thế này, bạn đang lái xe trên đường và đột nhiên một người đi xe máy chú ý đến bạn và chỉ ra rằng bánh xe của bạn đang bốc khói. Bạn vội tấp xe vào lề đường. Người đi xe máy sau đó đề nghị giúp đỡ bằng cách gọi thợ máy để kiểm tra bánh xe của bạn. Đáng ngạc nhiên, thợ máy đến đó rất nhanh nhưng lại tiến hành vô hiệu hóa hệ thống phanh của bạn trong khi kiểm tra nguyên nhân gây khói. Sau đó, anh ta yêu cầu bạn kiểm tra hệ thống phanh của mình. Tất nhiên hệ thống này sẽ không hoạt động vì hắn đã vô hiệu hóa chúng rồi. Giả vờ hữu ích, anh ta đề nghị sửa lỗi cho bạn, nhưng sẽ tính một mức giá rất đắt cho việc đó. Bài học rút ra này, hãy gắn bó với thợ máy hoặc công ty kéo xe đáng tin cậy của bạn. Bạn sẽ chẳng biết được mình sẽ gặp ai trên đường đâu. Một số trò lừa đảo còn lại là truyền thuyết đô thị nữa. Nhiều người tuyên bố đã nhìn thấy người sai đường trên đường. Một phiên bản của câu chuyện này đề cập đến việc có người đàn ông bị mắc kẹt khi lái xe trên đường một chiều theo hướng ngược lại, gây ra sự hỗn loạn và bối rối khi những người lái xe khác cố gắng tránh anh ta. Người đàn ông được cho là điên cuồng và nguy hiểm với ánh mắt hoang dã và có xu hướng lái xe liều lĩnh. Những câu chuyện khác nói rằng anh ta thậm chí không lái xe, nhưng một khi bạn đã nhìn thấy người bí ẩn này ở bên đường khi đang lái xe về nhà, bạn nên quay đầu lại để không quay lại nhà mình trong ít nhất một tuần. Như thế là vì bạn không muốn điều gì xấu xảy ra. Có vô số câu chuyện về những lần suýt va chạm với nhân vật bí ẩn này. Một số thậm chí còn nói rằng họ đã bị người đàn ông đâm phải và hậu quả là họ bị thương nặng. Mặc dù có nhiều chuyện kể, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy người sai đường thực sự tồn tại. Nhiều chuyên gia cho rằng truyền thuyết chỉ đơn giản là một câu chuyện mang tính cảnh báo nhằm nhắc nhở mọi người về ý thức môi trường xung quanh và lái xe an toàn. Tuy nhiên, truyền thuyết vẫn tồn tại và tiếp tục được truyền qua nhiều thế hệ khiến nó trở thành một trong những huyền thoại đô thị bền bỉ nhất mọi thời đại. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con hải sâm nằm trên cát và nghĩ nó trông như một đốm ọp ẹp chưa? Chà, sinh vật này có vẻ yếu ớt và không có khả năng tự vệ, nhưng chúng thực sự có một số chiến lược cực hay để giữ an toàn cho bản thân. Các nhà sinh học đã phát hiện ra các hợp chất hóa học giúp hải sâm tự bảo vệ mình khỏi những kẻ sắc mồi và thậm chí khỏi độc tố của chính chúng. Đoán xem này, những hợp chất này hữu ích cho sức khỏe con người đấy. Khi hải sâm cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể trục xuất các bộ phận giống như sợi chỉ trên cơ thể. Mấy cái ống này làm bất động những kẻ săn mồi như một cái ôm độc hại. Độc tính đến từ một số hợp chất hóa học thường được tìm thấy trong thực vật. Thật thú vị, hóa chất này ít phổ biến hơn ở động vật, nhưng hải sâm đã tiến hóa để sử dụng chúng một cách có lợi. Các chất này cũng được biết đến với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Chúng đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như mỹ phẩm chẳng hạn. Nhưng việc sử dụng những hóa chất này để phòng thủ sẽ tạo ra một vấn đề lớn đối với hải sâm. Chúng cần tránh gây tổn hại cho bản thân bằng chính chất độc của mình. Điều đó có nghĩa là các tế bào của chính chúng không thể chứa cholesterol, mục tiêu mà các chất độc nhắm đến và xuyên thủng. Thay vào đó, hải sâm đã phát triển hai loại chất thay thế cholesterol. Chiến lược tự vệ ấy mà. Nếu bạn có thể tạo ra những chất độc hại này, bạn phải không là nạn nhân của chính mình chứ. Trông thì thông minh và dễ thương đấy, nhưng giờ bạn đã biết không được chạm vào hải sâm nếu tình cờ gặp một con ở bãi biển rồi nhé. Tiện nói về điều bạn nên tránh ở bãi biển, hãy chuyển sang ốc nón cẩm thạch, một sinh vật độc đáo và nguy hiểm đến mức khiến bạn phải quay cuồng. Đây là một trong những du khách từ thế giới khác. Nó có thể được tìm thấy khắp nơi từ mũi phía nam của Ấn Độ đến Okinawa, Nhật Bản và phía đông nam đến New Caledonia
và Samoa, quy mô tầm cỡ châu lục Luma. Và điều thú vị không chỉ ở nơi nó được tìm thấy mà cả cách nó săn mồi nữa. Loài ốc này có thể nhỏ nhưng nó là một kẻ săn mồi hung dữ. Nó thích ăn những con ốc khác và đôi khi là cả đồng loại của nó luôn. Khi đói, nó sẽ nhe chiếc răng dài màu trắng và bắn một cây lao chứa đầy chất độc vào con mồi. Và nếu điều đó không hiệu quả, nó sẽ tấn công con mồi nhiều lần, cho chắc. Quá là quyết tâm chứ bộ. Một khi cây lao móc trúng mục tiêu, con mồi sẽ bất động và các cơ của nó bắt đầu giãn tới mức không thể phục hồi. Và khi con mồi bất lực, ốc nón có thể bắt đầu nhai nó. Bạn có thể thắc mắc là sinh vật đáng sợ này ở đâu? Chà, nó được tìm thấy ở những vùng nước khá nông, điển hình là trên nền rạn san hô hoặc đỉnh đầm phá, cũng như trên cát, dưới đá hoặc giữa đám cỏ biển. Hãy chú ý đến bước đi của bạn vào lần tới khi ra ngoài bơi. Tôi nói vậy thôi. Về mặt tích cực, bạn có biết rằng nọc độc của loài ốc sên này đang được phát triển như một phương pháp điều trị nỗi đau tiềm năng không? Một số hóa chất được tìm thấy trong chất này đã được nghiên cứu và chúng đang cho thấy nhiều hứa hẹn. Ai biết rằng kẻ săn mồi bất thường này cũng có thể có mặt yếu lòng như vậy chứ? Tiếp theo trong danh sách những sinh vật cần tránh là một loài cá nhỏ gọi là cá đá. Giờ bạn có thể nghĩ rằng nó nghe có vẻ giống như một hòn đá cưng nhỏ dễ thương. Nhưng để tôi nói cho bạn biết, đừng gây lộn với nó. Trên thực tế, nó là loài cá độc nhất trong toàn bộ đại dương đấy. Những kẻ này là bậc thầy về ngụy trang, hòa nhập ngay với môi trường xung quanh ở đáy đá hoặc bùn trong môi trường sống ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng giống như những ninja biển cả, kiên nhẫn chờ đợi con mồi bơi qua trước khi nhanh chóng tấn công và nuốt chửng nó. Nhưng vấn đề là ở đây, bạn có thể dễ dàng bơi ngay cạnh một con cá đá mà không hề nhận ra nó ở đó. Giờ tôi hiểu bạn đang nghĩ gì. Tôi không muốn vô tình giẫm phải một con cá đá đâu. Và hãy tin tôi, bạn thực sự không muốn đâu. Mấy kẻ này có rất nhiều gai dọc lưng và chúng tiết nọc độc khi bị giẫm lên. Ôi, nọc độc đó có thể gây ra những cơn đau khủng khiếp, sưng tấy và các mô bị tổn thương. Không hẳn là một ngày tốt lành gì ở bãi biển. Nhưng đừng lo lắng, cá đá không ra ngoài để bắt bạn. Nó sử dụng gai của mình để phòng thủ chứ không tấn công. Vì vậy, miễn là bạn không làm phiền nó hoặc giẫm lên nó, bạn sẽ ổn thôi. Chỉ cần cẩn thận nơi bạn bước và cân nhắc đầu tư mua giày dưới nước. Và nếu bạn vô tình bị đốt, hãy gọi chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Tốt nhất là luôn quan sát nơi bạn đi, lê chân dọc theo đáy để tránh giẫm trực tiếp lên cá. Và mang giày chống nước nếu bạn đang ở khu vực có thể là nơi sinh sống của cá đá. Bạn đã bao giờ có niềm vui khi gặp một con cá mao tiên ở gần chưa? Chúng là những sinh vật xinh đẹp với đủ màu sắc và vây trông giống như đôi cánh và phụ kiện. Thật dễ dàng để bị mê hoặc bởi sự sang trọng của chúng. Nhưng đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài lộng lẫy này. Không phải dạng vừa đâu. Trên thực tế, chúng là một trong những loài cá nguy hiểm nhất đại dương. Nếu bị đốt, bạn sẽ rất đau, thậm chí có thể bị dị ứng. Cá sư tử tiêm nọc độc qua vây lưng và vây bụng sắc như kim của chúng. Chúng không hung dữ và sẽ không chích bạn bất ngờ, nhưng chúng sẽ hành động để tự vệ nếu bị khiêu khích hoặc bị bắt. Không chỉ nọc độc khiến chúng trở nên nguy hiểm, chúng còn có những chiếc răng nhỏ xíu, nhưng thay vì sử dụng chúng để cắn những kẻ săn mồi, chúng có một thứ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Phần vây, cá mao tiên sử dụng những chiếc vây giống như xương sống này để xua đuổi những kẻ săn mồi. Và thật không may, thế bao gồm cả con người. Vì vậy, mặc dù bạn có thể muốn bơi đến gần một con cá như vậy và chào hỏi, nhưng hãy cẩn thận với những chiếc gai sắc nhọn của nó nhé. Nhưng vấn đề là cá mao tiên có thể ăn được. Nhiều người nói rằng chúng thực sự khá ngon. Và vì chúng là mối đe dọa đối với hệ sinh thái rạn san hô, nên việc tiêu thụ của con người được khuyến khích. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn loại bỏ các gai độc đầu tiên thôi. Nếu bạn đang lặn với ống thở hoặc bơi gần các rạn san hô ở Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, bạn có thể bắt gặp loài cá tuyệt đẹp này. Giữ khoảng cách hợp lý giữa bạn và cá mao tiên, chúng sẽ không cảm thấy bị đe dọa hoặc giật mình đến mức chích bạn để phòng thủ. Nhím biển cũng có thể gây ra một số rắc rối nếu tình cờ gặp phải. Đừng lo lắng, chúng sẽ không nhảy ra khỏi rạn san hô và ném gai vào bạn đâu. Chúng hiền khô, sinh vật này ở khắp mọi nơi, từ bờ đá đến rạn san hô và khá phổ biến ở hầu hết các vùng nước mặn
bao gồm tất cả các đại dương trên thế giới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các vết thương do nhiễm biển gây ra cũng khá phổ biến. Nhưng này, tai nạn vẫn xảy ra, đặc biệt là khi ta bị phân tâm bởi một chú rùa nhỏ dễ thương hoặc quá phấn khích khi khám phá một địa điểm lặn mới. Bây giờ, hãy nói về cơ chế bảo vệ của chúng nha. Những kẻ nhỏ bé này có hai cách để tự bảo vệ mình. Gai của chúng và những cấu trúc giống như hàm nhỏ bé này có thể tiêm một chất gây đau đớn. Một số loài có gai dài và sắc nhọn có thể dễ dàng xuyên thủng cả một bộ đồ lặn dày và cắm sâu vào da của bạn. Eo ơi! Nhưng đừng lo lắng, tránh nhiễm biển không phải là khoa học tên lửa. Chỉ cần cố gắng duy trì nhận thức tốt về môi trường xung quanh, coi chừng những chiếc gai nhô ra trên cát và kiểm soát sức nổi của bạn. Nó sẽ giúp bạn tránh xa san hô ít nhất vài feet, nơi có thể giấu nhiễm trong các kẽ hở của chúng. Và nếu lối vào bờ có nhiều nhiễm biển, hãy chọn một địa điểm lặn khác, không vấn đề gì. Giờ hãy nói về cách sơ cứu khi bị nhiễm biển đốt nhé. Ngâm bộ phận này trong nước nóng khoảng 1 tiếng rưỡi, có thể giúp phá vỡ chất nguy hiểm và giảm đau. Cẩn thận loại bỏ các gai bằng nhíp và cạo sạch lông khu vực đó để loại bỏ các gai khó chịu đó. Sau đó rửa vùng bị thương bằng xà phòng và rửa sạch bằng nước ngọt. Bôi kem bôi ngoài da nếu bạn có trong túi đi biển. Và tất nhiên hãy để ý các dấu hiệu dị ứng và liên hệ ngay với bác sĩ chuyên khoa nếu bạn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Nhưng này, đừng quên rằng nhiễm biển chỉ là một trong nhiều mối nguy hiểm của biển sâu thôi. Ngoài ra còn có giun lửa râu, cá nóc và san hô lửa. Vì vậy đừng quá khắt khe với những người bạn nhiễm nhỏ của chúng ta. Rốt cuộc so với một số sinh vật khác, chúng khá hiền hậu đấy chứ. Mặc dù mật mã Da Vinci có thể không bí ẩn như mật mã Da Vinci, nhưng việc giải mã nó có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ bị những tên trộm tiềm ẩn nhắm tới. Mã này bao gồm một loạt các ghi chú và cảnh báo khó hiểu mà kẻ trộm sử dụng để liên lạc với nhau. Cảnh báo đồng bọn về những rủi ro và khó khăn mà chúng có thể gặp phải khi nhắm mục tiêu vào một ngôi nhà cụ thể. Bằng cách hiểu rõ ý nghĩa của mã Da Vinci, những người bình thường như chúng ta có thể bảo vệ nhà cửa và đồ đạc của mình một cách hiệu quả trước những kẻ đột nhập, giúp chúng ta nâng cao mức độ an ninh và yên tâm hơn. Nhìn đây, một thân lun giữ vườn dễ thương. Rất tiếc nếu nó không phải của bạn và bạn không hề đặt nó trong vườn của mình, thì đó là mã Da Vinci. Cảnh sát đang cảnh báo về một xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc đặt các thân lun Giáng sinh trong vườn. Đây không phải là quà tặng và chúng không được đặt ở đó một cách vô tình. Những bức tượng thân lun này có thể được những kẻ trộm sử dụng làm tín hiệu để xác định xem nhà có bị bỏ trống hay không. Vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác và thực hiện các bước để bảo vệ nhà cửa của mình. Một số cơ quan chức trách báo cáo rằng một nhóm trộm hàng loạt ở quận Fairfax, Virginia đã đột nhập vào các ngôi nhà bằng cách sử dụng các bó hoa và sơn xịt. Cụ thể, một phụ nữ sẽ xuất hiện ở cửa với hoa trên tay, nhưng nếu không có ai trả lời, cô ta sẽ quay lại ô tô. Sau đó, hai đồng bọn sẽ đột nhập vào nhà và lấy trộm những thứ như đồ trang sức và tiền mặt. Chúng cố gắng để không bị phát hiện bằng cách tác động và che khuất camera an ninh gia đình. Những tên trộm vẽ những biểu tượng bí mật trên đường phố để liên lạc với những tên khác về các mục tiêu tiềm năng. Những biểu tượng này có thể cho biết một ngôi nhà giàu có đã từng bị cướp, có hay không có đồ vật có giá trị. Điều đáng báo động là chúng cũng có thể báo hiệu liệu trong nhà chỉ có phụ nữ yếu đuối hay không, hay liệu người ở trong nhà có dễ bị đe dọa hoặc cả tin hay không. Các quan chức thực thi pháp luật đã giải mã được ý nghĩa đằng sau một số biểu tượng này. Ví dụ, X gợi ý ngôi nhà là mục tiêu tốt, trong khi X nằm trong vòng tròn cho biết bên trong không có gì đáng trộm. Chữ D viết hoa có một đường gạch ngang biểu thị việc đột nhập vào nhà là quá mạo hiểm, trong khi 5 vòng tròn hình ngôi sao cho thấy đây là gia đình giàu có. Các biểu tượng bổ sung có thể tiết lộ liệu ngôi nhà có được trang bị hệ thống báo động hay đã từng bị trộm trước đó hay không. Những dấu hiệu đó không phải là điều duy nhất bạn cần để mắt tới. Hãy đề phòng những cố vấn pháp luật xa lạ, những người xuất hiện bất ngờ hoặc đáng nghi gõ cửa nhà bạn. Nếu họ không thể cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc lý do chính đáng để có mặt ở đó, tốt nhất bạn nên đề cao cảnh giác. Hãy thận trọng với bất kỳ ai tự xưng là công ty tiện ích nhưng không thể cung cấp giấy tờ tùy thân hợp pháp. Họ có thể có động cơ bất chính khi muốn vào nhà bạn.
Điều quan trọng là bạn phải luôn cảnh giác và chú ý đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khi có những cá nhân lãng vãng xung quanh nơi ở của bạn. Hãy để ý đề phòng bất kỳ ai có vẻ lãng vãng gần nhà bạn. Ghi lại những ghi chú đáng ngờ hoặc đơn giản là quan sát nhà bạn với thái độ quan tâm thái quá. Hành vi này có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng ai đó đang theo dõi lịch trình di chuyển và hoạt động của bạn, tìm ra điểm yếu hoặc lỗ hổng bảo mật trong nhà bạn, đảm bảo báo cáo mọi hành vi đáng ngờ cho chính quyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những cá nhân giả danh người tham gia khảo sát hoặc tiến hành nghiên cứu thị trường. Mặc dù một số cuộc khảo sát có thể là thật, nhưng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng điều này như một cách để thu thập thông tin về an ninh ngôi nhà và thói quen của bạn. Hãy để ý đến các nhóm từ thiện, những người có vẻ quan tâm đến ngôi nhà của bạn hơn là niềm tin hoặc số tiền quyên góp của bạn. Đây có thể là dấu hiệu nhận biết một vụ lừa đảo tiềm năng. Ngoài ra, hãy để ý bất kỳ phương tiện không xác định nào trong khu vực nơi bạn sinh sống, vì chúng có thể đang trinh sát các mục tiêu tiềm năng. Nếu bạn thấy hộp thư của mình đầy những tờ rơi hoặc tờ rơi không mong muốn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy ai đó đang theo dõi chặt chẽ ngôi nhà của bạn hoặc cố gắng thu thập thông tin. Kẻ trộm có thể cố gắng tạo ra một vụ tai nạn giả để lừa bạn rời khỏi nhà. Hãy thận trọng và đừng để bị mắc bẫy. Nếu bạn nghi ngờ, hãy luôn gọi cho cảnh sát. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những cuộc điện thoại lạ mà người gọi im lặng không nói gì. Nếu bạn nhận được những cuộc gọi lặp đi lặp lại như thế này, đó có thể là tín hiệu cho thấy nhà bạn đang là mục tiêu của những tên trộm muốn xem bạn có ở đó hay không. Việc tìm thấy tờ rơi quảng cáo visa hoặc tờ báo dưới tấm thảm trước cửa cũng có thể cho thấy rằng ngôi nhà của bạn đang bị theo dõi. Nếu những món đồ này được để qua đêm, những kẻ xâm nhập tiềm năng có thể sẽ nghĩ rằng không có ai ở nhà. Hãy nhớ loại bỏ chúng ngay khi bạn trở về nhà. Vốn từng là một trong những tên tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất đất nước, Arian Pritchard hiện quyết tâm hỗ trợ các cá nhân tránh các vụ đột nhập mà hắn từng thực hiện. Pritchard đã dành một thập kỷ tham gia vào các hoạt động tội phạm, thực hiện hàng trăm vụ trộm từ khi còn là một đứa trẻ. Hơn 20 năm kể từ lần cuối ra tù, Pritchard hiện đã ở tuổi 50, muốn chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về việc ngăn chặn những tội ác như những tội ác mà mình từng gây ra. Pritchard và các cộng sự sẽ tiến hành theo dõi vào ban ngày và đột nhập vào các ngôi nhà vào ban đêm, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đi lại trong ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mà không bị phát hiện. Hơn nữa, đôi khi hắn còn có những hành động khiêu chiến. Ví dụ, anh ta có thể để lại đống bừa bộn trong nhà nạn nhân như một lời tuyên bố đầy thách thức. Ngày nay, Pritchard cư trú tại vịnh Hawke cùng với ba của con gái và cam kết hỗ trợ người khác tránh trở thành nạn nhân của các vụ trộm. Rút kinh nghiệm từ những kinh nghiệm trong quá khứ, ông đưa ra những lời khuyên có giá trị về việc bảo vệ ngôi nhà, chẳng hạn như đầu tư vào camera giám sát, giữ đồ vật cách xa cửa sổ và tránh những nơi cất giấu chìa khóa dự phòng thông thường. Ngoài ra, Pritchard còn nhấn mạnh tầm quan trọng của chốt cửa, thường xuyên kiểm tra hòm thư và sử dụng dây thép gai để tăng cường các biện pháp an ninh. Thông qua nỗ lực giáo dục chủ sở hữu tài sản, ông cố gắng giúp mọi người không gặp phải những vụ đột nhập phạm pháp tương tự mà ông ấy từng gây ra cho người khác. Trở về và thấy ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp sau kỳ nghỉ luôn là một điều nhẹ nhõm. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là một ngôi nhà hoàn toàn không tì vết có thể báo hiệu cho những kẻ trộm tiềm năng rằng không có ai ở nhà. Hãy thử bỏ đi một số thứ, chẳng hạn như bàn ủi với đống quần áo cần là phẳng, để tạo cảm giác như bạn vừa bước ra ngoài trong chốc lát chứ không phải đi xa trong thời gian dài. Ngoài ra, bạn không bao giờ nên đăng về kỳ nghỉ của mình trên mạng xã hội và không nên viết ngày đi du lịch của mình trên lịch hiển thị, vì nó có thể cung cấp cho bọn tội phạm thông tin về khoảng thời gian chúng có thể tung hoành. Để tạo ấn tượng rằng ai đó vẫn ở nhà khi bạn đi vắng, bạn có thể nhờ bạn bè đổ xe trên đường lái xe của bạn hoặc để radio ở chế độ to. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể nhờ ai đó đóng và mở rèm cửa hoặc rèm che của bạn để duy trì cảm giác có người ở nhà. Ngoài ra, hãy đảm bảo loại bỏ mọi dấu hiệu rõ ràng về sự vắng mặt của bạn, chẳng hạn như phong bì có nhãn tiền nghỉ lễ, và nhờ một người bạn sắp xếp lại đồ đạc trong nhà của bạn theo định kỳ.
Việc trông coi nhà cửa của bạn bè hoặc hàng xóm là điều cực kỳ quan trọng. Những người có thể không thể tự mình làm việc đó do phải nhập viện hoặc chuyển đến nơi chăm sóc nội trú. Những công việc đơn giản như cắt cỏ, chuyển thư và thậm chí vứt rác có thể giúp ngăn chặn những kẻ trộm tiềm năng bằng cách tạo ấn tượng rằng ai đó vẫn còn ở nhà. Cập nhật diện mạo ngôi nhà, chẳng hạn như thay rèm cửa bị phai màu hoặc dọn dẹp khu vườn phía trước, cũng có thể giúp ngăn ngừa đột nhập. Bây giờ, nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào trong số này hoặc cảm thấy nghi ngờ về các hoạt động mà có người đến tận cửa nhà bạn, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Luôn ưu tiên sự an toàn và an ninh ngôi nhà của bạn bằng cách luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hãy nhớ rằng, mặc dù những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng chỉ ra hoạt động tội phạm, nhưng chúng sẽ nhắc bạn thực hiện hành động cần thiết. Ở giữa khu rừng rậm rạp, người nọ dấn thân vào một chuyến đi bộ xuyên rừng, khám phá chiều sâu tiềm ẩn của sân chơi thiên nhiên. Nhưng đây không phải là cuộc tản bộ thông thường qua những tán cây của bạn. Nó đã trở thành một khám phá kỳ lạ và đáng sợ. Nhân vật chính của chúng ta, với đôi mắt lấp lánh tò mò, phát hiện ra một cái hang ẩn trong bóng tối. Sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi, và nhà thám hiểm của chúng ta đang tiến đến gần hơn. Đó không phải là một cái hang ngẫu nhiên. Cái hang này thuộc về một con cáo. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một nước đi sai lầm và họ nên bỏ chạy nhỉ? Vào mùa xuân vui tươi, khi thiên nhiên trở nên sống động với năng lượng tuyệt vời, cáo tham gia vào vũ điệu sống phức tạp của chúng. Trong thời gian này, cáo tìm kiếm niềm an ủi trong nơi trú ẩn dưới lòng đất của chúng. Trong suốt thời gian còn lại của năm, khi thế giới xung quanh chúng phát triển mạnh mẽ, cáo thích đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, tìm kiếm sự thoải mái trên mặt đất, trừ khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn. Trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, chúng tìm nơi ẩn náu trong hang của mình, che chắn bản thân khỏi các tác nhân bên ngoài. Những hang này được gọi là đất cáo, thường chỉ bao gồm một vài lối vào, đôi khi bị phủ bởi đất và mảnh vụn rải rác. Trong những tháng mùa đông, những con cáo cần cù siêng năng đào thêm hang để đón chào mùa xuân sắp tới. Đôi khi, trong số những tàn tích của cuộc hành trình dưới lòng đất có hài cốt của những con cáo. Đó là minh chứng cho vòng đời của cáo trong những mạng lưới phức tạp dưới lòng đất này. Nếu một người khám phá vùng lân cận của đất cáo, người ta sẽ nhận thấy dấu vết thức ăn tươi còn sót lại bên ngoài hang trong suốt tháng 4 đến tháng 6. Trong thời kỳ này, khi những chú cáo con vui tươi tô điểm cho trái đất với sự hiện diện của chúng, người ta có thể tìm thấy tàn tích bữa tiệc của chúng, một dấu hiệu thú vị về sự sống đang diễn ra. Vậy những khu vực này trông như thế nào? Rốt cuộc thì trong rừng cũng có những loài động vật khác có hang ổ. Bây giờ chúng ta hãy đi vào trọng tâm của vấn đề. Hang cáo, nơi ẩn náu khó nắm bắt của những sinh vật tinh nghịch này, thường nằm ở những khu vực có nhiều cây xanh tươi tốt. Bạn có thể tìm thấy những sinh vật ấy ẩn náu dưới những cành cây hoặc tìm nơi ẩn náu dưới những tảng đá hùng vĩ. Nếu bạn tình cờ gặp một cái lỗ nhỏ ấm cúng có vẻ như được thiết kế riêng cho một con cáo và ngửi thấy mùi thơm, không thể nhầm lẫn kèm theo những manh mối hấp dẫn khác như xương rải rác, thì có khả năng bạn đã phát hiện ra một hang cáo. Chào ôi, người bạn tò mò của tôi, không có công thức rõ ràng nào về nơi những con cáo danh mãnh này chọn làm ổ. Chúng sở hữu một khả năng kỳ lạ để thích nghi với các môi trường đa dạng, có thể là đồng cỏ rộng mở, rừng rậm hay thậm chí là vùng lãnh nguyên khắc nghiệt. Hãy tưởng tượng thế này, hang cáo bao gồm tối thiểu 4 đến 5 phần, có lối vào lớn, đoạn đường dốc luôn quan trọng, hang chính và một căn phòng bí mật được dùng làm nơi cất giữ thực phẩm. Tùy thuộc vào số lượng cá thể của đàn cáo thì có thể có thêm phòng để chứa cả đàn. Bây giờ, hãy tưởng tượng buổi khai trương hoành tráng của hang cáo. Lối vào và đoạn đường nối tạo thành một hành lang dẫn sâu vào lòng đất khoảng 1-3 mét, kết nối thế giới bên ngoài với thiên đường ấm cúng bên trong. À mà còn nữa nè, cáo là những nhà lập kế hoạch thông thái. Chúng dự trữ kho báu kiếm được trong hang. Vâng, chúng có kho thực phẩm riêng, nơi cáo giấu tất cả những món ăn hảo hạng của mình. Số lượng phòng trong hang có thể khác nhau, tùy theo kích thước của đàn. Vì những sinh vật xảo quyệt này phải đảm bảo rằng
có đủ không gian để sinh và nuôi những đứa con đáng yêu của chúng. Chúng thậm chí có thể đào thêm đường hầm và tạo thêm lối vào chỉ để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Bây giờ hãy nói về vấn đề ẩm thực. Cáo là loài sành ăn. Chúng dự trữ thức ăn với số lượng lớn, sẵn sàng vượt qua mùa đông và mùa giao phối. Tuy nhiên, chúng không phải là những người tích trữ quá nhiều. Chúng thường tích trữ vừa đủ để tồn tại trong vài ngày, vì chúng không ăn con mồi tươi mỗi ngày. Các loại quả mọng và trái cây thường tô điểm cho các ngăn dự trữ, trong khi các loại thịt ngon sẽ chiếm vị trí trung tâm trong cuộc phiêu lưu ẩm thực của chúng. Bạn có tò mò về khoảng cách của các ổ cáo ư? Chà, nếu vùng đất ấy trù phú với nguồn thức ăn dồi dào và nước ngọt, bạn có thể tình cờ gặp 2 hoặc 3 ổ cáo trong bán kính 10 dặm vuông. Nhưng nếu nguồn thực phẩm khan hiếm, bạn có thể phải mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình ra khoảng 20 dặm vuông để chỉ tìm thấy một cái hang. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Cáo, đúng với bản chất tháo vát của chúng, thường có nhiều ổ. Chúng duy trì hang ổ chính, thường được gọi là hang nguyên quán, nơi chứa đựng giá trị về tình cảm. Ngoài ra, chúng còn có một hang dự phòng cho một số trường hợp không lường trước được. Và đừng quên sở trường đánh chiếm những ngôi nhà bị bỏ rơi hoặc mượn luôn hang của đàn khác. Đúng là những kẻ lừa đảo thông minh phải không nào? Bây giờ, chúng ta hãy nói về những sinh vật tuyệt vời này. Cáo có rất nhiều loài, kích cỡ và biến thể thú vị nằm rải rác trên khắp hành tinh của chúng ta. Nhưng ngôi sao của chương trình là loài cáo đỏ, được tìm thấy ở mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực băng giá. Mặc dù hầu hết loài cáo thích sự yên tĩnh của cảnh quan nông thôn, nhưng đừng ngạc nhiên khi thấy chúng đi vào khu vực thành thị và ngoài ô, nơi đường đi của chúng có thể gặp phải con người. Cuộc gặp gỡ giữa con cáo và con người, một câu chuyện về hai thái cực. Một số người tốt bụng cố gắng thu phục những con vật này, đưa cho chúng những miếng thức ăn ngon và dỗ dành chúng. Mặt khác, có những người chỉ nghĩ đến cáo cũng đã run sợ vì bản chất xảo quyệt và hung dữ của loài này. Bây giờ hãy hình dung đến kịch bản như sau. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con cáo tiếp cận bạn hay tấn công bạn? Thông thường, cáo không gây nguy hiểm cho con người và không có ý định xấu. Chúng thích ăn thịt động vật có vú nhỏ hoặc gia súc và dành sự hung hãn để săn mồi hoặc tự vệ. Tuy nhiên, đã có báo cáo về trường hợp cáo chạm trán với con người, bao gồm cả những lần vô tình. Do đó, việc hiểu biết những bước cần thiết nếu một con cáo đến gần hoặc vồ lấy bạn là điều quan trọng. Cáo có thể được thuần hóa, tuy nhiên, tâm hồn chúng vẫn hoang dã và hành động của cáo có thể cực kỳ khó đoán. Chúng có thể tạm thời trở nên ngoan ngoãn, nhưng vẫn sẽ quay trở lại với bản năng chưa được thuần hóa của mình khi cảm thấy bị dồn vào chân tường, bị đe dọa, đói hoặc đơn giản là khi sợ hãi. Đương nhiên, cáo coi con người chúng ta là mối đe dọa tiềm tàng và hành động nên làm của chúng ta là đáp lại cách tiếp cận thận trọng của chúng. Đừng bao giờ cố gắng tiếp cận một con cáo, ngay cả khi nó tỏ ra ngoan ngoãn và thân thiện, vì tính khí của nó có thể thay đổi trong vài giây khi bạn mất cảnh giác. Hãy tránh những chuyển động đột ngột và chống lại ý muốn nhích lại gần hơn, và làm như vậy có thể kích động hoặc khiến người bạn cáo sợ hãi. Trong hầu hết các trường hợp, khi cáo phát hiện có người ở gần, nó sẽ nhanh chóng bỏ chạy hoặc tìm nơi ẩn náu. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình đang bị mắc kẹt trong thế giằng co với một con cáo, cách hành động tốt nhất là lùi lại một bước và cho phép nó có không gian riêng. Nếu một con cáo vẫn tiếp cận, hoặc nếu bạn gặp vài con cáo ở gần đó, bạn thân mến của tôi, hãy tránh xa chúng và cho chúng có không gian riêng. Tránh đến gần hoặc cố gắng cho chúng ăn, đặc biệt là bằng tay. Hãy để chúng tự do hoạt động trong khi bạn quan sát cáo từ xa. Trong tình huống con cáo bị mắc kẹt ở đâu đó, chẳng hạn như vô tình vào phòng của bạn, tôi đề nghị bạn hãy giữ bình tĩnh, tránh cao giọng hoặc gây náo động không cần thiết vì có thể kích động cáo tấn công. Thay vào đó, hãy giữ im lặng, giữ khoảng cách an toàn với sinh vật này và cung cấp cho nó một lối thoát. Đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ không bị cản trở, mang lại cho cáo sự tự do mà nó tìm kiếm. Vào thời điểm thích hợp, nó sẽ nhanh chóng thoát ra. Tuy nhiên, nếu điều không may đến với bạn và bạn rơi vào tình huống không may bị cáo tấn công, hãy nhớ giữ bình tĩnh
tránh việc thả thú cưng của bạn hoặc truy đuổi con cáo. Chỉ cần cho phép nó tự rút lui. Nếu con cáo vẫn cố chấp và không chịu lùi bước, một tràng pháo tay hoặc vài tiếng vỗ tay có thể khiến nó giật mình bỏ chạy. Bây giờ bạn có thể tận hưởng khu rừng rồi. Khi tia sét lóe lên trên bầu trời, nó sẽ phóng ra dòng điện khoảng 300 triệu vôn, tương đương với năng lượng cung cấp cho 25 triệu ắc quy ô tô. Một số người nói rằng bạn có nhiều khả năng bị sét đánh trong đời hơn là trúng số. Và số liệu thống kê dường như đã chứng minh được điều đó, vì mỗi năm có khoảng 28 người dân Mỹ bị sét đánh trúng. Cơ sở hạ tầng của thế giới cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sét. Đó là bởi vì nó thường tìm kiếm cấu trúc cao nhất xung quanh. Nhưng trong một số điều kiện nhất định, nó cũng có thể tấn công một bãi đất trống. Vì vậy, các nhà khoa học đã cùng nhau phát minh ra cột thu lôi laser. Phát minh độc đáo này có thể khiến tia sét dễ quản lý hơn một chút, vì nó có thể bảo vệ một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với sét truyền thống, và nó cũng linh hoạt. Các cột thu lôi cổ điển hoạt động như nam châm để tạo ra điện tích cực mạnh. Chúng là những thiết bị kim loại cao được đặt trên nóc các tòa nhà. Khi một cơn bão đến gần, cột tạo đường dễ cho sét đi theo, ngăn không cho sét đánh vào các phần khác của công trình. Thanh này cũng được nối với mặt đất bằng dây dẫn, giống như một sợi dây giúp điện tích đi vào mặt đất một cách an toàn. Quy trình này bảo vệ tòa nhà và mọi người ở bên trong bằng cách truyền năng lượng đi. Chúng ta đã sử dụng cột thu lôi trong 300 năm qua nhờ sự giúp đỡ của Benjamin Franklin, nhưng chúng không có khả năng chống hư hại. Khi nói đến việc bảo vệ những không gian rộng lớn như sân bay thì cột thu lôi coi như bó tay. Đó là bởi vì chúng chỉ có thể bao phủ một khu vực tỷ lệ thuận với chiều cao của chúng. Và cột thu lôi cải tiến này sẽ giúp ích trong trường hợp này. Khi tia laser chiếu vào bầu trời, nó sẽ để lại một vệt không khí siêu nóng gọi là plasma, giống như cách một nhà điêu khắc khắc dấu trên đất sét. Tia laser cũng tạo ra các luồng trong không khí. Những luồng này sau đó trở thành tuyến đường ưa thích mới toanh của tia sét và dẫn nó xuống mặt đất. Phương pháp mới này đã được thử nghiệm ở dãy Alps của Thụy Sĩ vào năm 2021 và kết quả rất hứa hẹn. Những tia laser này cũng có nhược điểm. Chúng không phải lúc nào cũng có sẵn và cần được thông báo trước. Đó là bởi vì chúng phải được kích hoạt trước khi một tia sét chạm tới. Một giây chậm trễ cũng là xui xẻo rồi. Ngoài ra, một khi tia laser dừng lại, không khí sẽ mất tính dẫn điện khá nhanh. Điều này có nghĩa là cột laser có thể không đủ năng lượng để dẫn tia sét đi một cách an toàn. Còn một giải pháp tiềm năng nữa có thể là theo dõi điện trường xung quanh một khu vực nhất định, dự đoán nơi sét có thể tấn công. Tuy nhiên, những cột thu lôi mới này vẫn cần được thử nghiệm và rất nhiều kinh phí. Cơ quan vũ trụ châu Âu đã tìm ra một cách khác để làm cho tia laser trở nên hữu ích, biến bụi mặt trăng thành đường. Nếu chùm tia laser có thể thực hiện trong những công việc khó khăn, thì sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai của chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Nó cho phép các phi hành gia lái xe quanh mặt trăng. Khám phá này cũng có thể giúp giải quyết một vấn đề phức tạp khác: bụi mặt trăng bám vào mọi thứ trong tầm mắt. Hiện tại đường xá trên mặt trăng có vẻ là một điều xa vời vì chúng ta đã không đặt chân đến vệ tinh này kể từ năm 1972. Nhưng khi các nhà thám hiểm không gian trong tương lai trở lại đó, họ không chỉ có kế hoạch đi bộ những khoảng đường ngắn. Chắc thật tuyệt nếu họ có thể lái xe vòng quanh và khám phá những khu vực rộng lớn hơn. Vấn đề là bụi mặt trăng rất mịn, dễ bị mài mòn và dính. Khi tiến hành các sứ mệnh Apollo, nó khiến các thiết bị bị tắc nghẽn, ăn mòn bộ đồ du hành vũ trụ và thậm chí khiến tàu thám hiểm mặt trăng trở nên quá nóng. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học muốn tiêu diệt bụi bẩn mô phỏng trên mặt trăng bằng tia laser. Dự án này đã sử dụng tia laser 12 kW để làm tan chảy bụi mặt trăng mô phỏng thành một bề mặt rắn, dạng thủy tinh và hoàn hảo cho những con đường trên mặt trăng. Kế hoạch không phải là phóng một tia laser khổng lồ lên mặt trăng. Thiết bị mà họ đang thử nghiệm trên trái đất giống như một vật thay thế cho mặt trời, bắt chước những gì ánh sáng mặt trời có thể làm. Ý tưởng cuối cùng là tập trung ánh sáng mặt trời bằng một thấu kính lớn trên bề mặt mặt trăng. Cho đến nay, một số thí nghiệm đã được thực hiện với các kích thước laser khác nhau và người ta phát hiện ra rằng chùm tia lớn hơn giúp toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Thay vì xử lý những quả cầu nóng chảy nhỏ, chúng có một lớp đất mặt trăng nóng chảy ổn định để dễ thực hiện hơn. Thứ chúng nhận được là một loại vật liệu thủy tinh, hơi giòn, có thể chịu được lực hướng xuống. Và ngay cả khi bị nứt thì nó vẫn có thể sửa được. Chùm tia laser được sử dụng để tạo ra các phần đường hình tam giác khớp với nhau như những mảnh ghép, tạo thành các bề mặt rắn trên đất mặt trăng. Nếu điều này diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng ta sẽ có những con đường trên mặt trăng được tạo thành từ các hình tam giác lồng vào nhau. Loại mặt đường mặt trăng độc đáo này cũng có thể là giải pháp cho các bãi đáp.
Laser cũng có thể giúp ghép nối thông tin về các nền văn minh đã mất từ lâu. Việc khám phá các thành phố Maya luôn là điều khó khăn đối với các nhà nghiên cứu khi khám phá bán đảo Yucatan của Mexico. Trong nhiều năm, nhiều chuyên gia tin rằng không có nền văn minh sơ khai nào có thể phát triển mạnh trong môi trường khắc nghiệt đó. Nhưng những tiến bộ như công nghệ lập bản đồ ánh sáng và quét laser đang cho chúng ta thấy điều này có thể không đúng. Công nghệ LIDAR có thể giúp ích cho các nhà khảo cổ học, đặc biệt là ở những khu vực khó tiếp cận. Bởi vì việc này giống như chúng ta đang trang bị cho máy tính một đôi mắt. Toàn bộ thiết bị hoạt động như một chiếc đèn pin phát ra những chùm ánh sáng nhỏ dưới dạng xung laser. Những chùm tia này bật ra khỏi các vật thể như cây cối và nhà cửa rồi quay trở lại đèn pin. LIDAR đo khoảng cách thời gian để ánh sáng quay trở lại, tạo ra bản đồ môi trường xung quanh. Khi một chiếc ô tô tự lái hoặc robot muốn biết nó ở đâu, nó sẽ sử dụng LIDAR để phát ra những chùm ánh sáng này. Bằng cách tính toán thời gian để chúng quay lại và nơi chúng va chạm, ô tô hoặc robot có thể biết được những gì xung quanh nó, giúp chúng di chuyển an toàn hơn trong sương mù hoặc vào ban đêm mà không va vào đồ vật. Với công nghệ này, một nhóm nọ đã phát hiện ra thành phố Ocotum rộng lớn của người Maya. Công nghệ LIDAR giúp các nhà nghiên cứu lập bản đồ nền rừng, tiết lộ các cấu trúc được ẩn giấu. Tuy nhiên, người ta vẫn cần phải đi bộ tới đó để xác minh những phát hiện này. Cuộc hành trình đến Ocotum không quá khó khăn. Khu vực này khá xa sân bay gần nhất, hầu như chưa được khám phá, chỉ có thể tiếp cận được bằng các tuyến đường săn bắn và khai thác gỗ cũ. Địa hình dày đặc khiến chuyến đi trở nên khó khăn, khiến cả nhóm phải mất tới 2 tuần để đi được quãng đường chỉ 48 km. Nhưng nỗ lực đã được đền đáp, nó hé lộ những công trình kiến trúc hoành tráng như một vệ thành rộng lớn và những hình khối hấp dẫn gợi nhớ đến một khu chợ hoặc trung tâm văn hóa. LIDAR cũng được sử dụng trên xe tự hành để chúng ta cần khám phá các hành tinh khác. Điều này sẽ cho phép các robot chúng ta gửi lên đó định hướng xung quanh mà không cần sự chỉ dẫn trực tiếp của con người. Nó cũng giúp con người hiểu rõ hơn về vị trí tốt nhất để đặt các tấm pin mặt trời, giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình rẻ hơn và nhanh hơn. Chúng ta cũng có thể sử dụng tia laser để dự đoán cách thức hoạt động của núi lửa. Những cấu trúc này chứa đầy magma, đá nóng chảy lén lút đi lên từ bên trong trái đất. Khi một ngọn núi lửa phun trào, một phản ứng hóa học xảy ra biến magma thành thứ mà chúng ta gọi là dung nham. Các chuyên gia đứng sau công dụng mới của tia laser mới coi magma như mã máy tính của núi lửa. Nó tiết lộ thông tin về cách một ngọn núi lửa có thể phun trào. Đó là bởi vì không phải tất cả các vụ phun trào đều mang theo dung nham. Và ngay cả khi có thì cũng có nhiều loại dung nham khác nhau tùy thuộc vào độ lỏng của nó. Magma giống như hỗn hợp gồm chất lỏng, khí và tinh thể bị rung lên bên trong núi lửa. Có nhiều yếu tố tác động trước khi núi lửa phun trào, vì vậy thật khó để nghiên cứu và hiểu được tính chất hóa học phức tạp đó. Để sắp xếp mọi thứ một chút, các nhà khoa học dùng tia laser chiếu vào magma đã nguội hay ma trận đá. Nó giống như khi bạn phẫu thuật mắt vậy. Nó làm cho các thành phần hóa học dễ dàng hơn để nghiên cứu. Phương pháp mắt laser mới nhất này đã được sử dụng trên các mẫu từ vụ phun trào thứ 21 kéo dài 85 ngày. Nó bao phủ diện tích hơn 10 km2, phun ra vô số dung nham phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà và khiến hơn 7.000 người phải di rời. Để ngăn những sự kiện như vậy xảy ra lần nữa, các nhà khoa học cần nhiều dữ liệu hơn. Đúng là động đất và dịch chuyển mặt đất giúp các chuyên gia dự đoán tác động của núi lửa. Nhưng biết thêm một chút về thành phần hóa học của nó cũng có thể giúp ích đấy. Một ngày nọ, Ross McPherson, một thiếu niên đến từ Scotland, thấy tay mình đột nhiên chuyển sang màu đỏ và bắt đầu cảm thấy vô cùng đau đớn. Chẳng bao lâu sau, một vết phồng rộp đau nhức xuất hiện, vết rộp có kích thước to bằng quả cam. Điều này khiến Ross thậm chí còn khó có thể tự mặc quần áo. Cảm giác khó chịu đến mức không chịu nổi và cậu bé đã cần đến bác sĩ để thoát khỏi cơn ác mộng này. Hóa ra Ross vô tình chạm tay vào loài cây trông vô hại khi đang đạp xe gần nhà. Tất cả cơn ác mộng này đều do một loài thực vật rất nguy hiểm gây ra, cây ngò tây khổng lồ. Cây ngò tây khổng lồ, tên tiếng Anh là Giant Hogweed, là nhóm thực vật có hình dáng trông khá độc hại, được coi là loài thực vật nguy hiểm nhất nước Anh. Điều đáng ngạc nhiên là loài cây này lại thuộc họ cà rốt. Ban đầu nó xuất hiện ở vùng Caucasus. Mọi người thực sự thích nó vì chiều cao ấn tượng hơn 4,9 mét và vẻ ngoài trông dễ chịu. Họ bắt đầu trồng nó trong vườn và rồi đột nhiên, hóa ra loại cây này lại có độc tính cao. Đến những năm 1980, nó chính thức bị cấm trồng trong các khu vườn ở Anh. Cây ngò tây khổng lồ mọc ở ven sông, kênh rạch. Gần đây nó cũng bắt đầu xuất hiện trong các khu vườn và công viên. Mọi người đã phát hiện ra nó trên khắp vương quốc Anh.
Loài cây này thậm chí còn được chú ý nhiều hơn trong những năm gần đây, khi mọi người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho khu vườn của mình. Nó trông giống như một người anh em họ cao hơn, nguy hiểm hơn của cây nga sâm hoặc cây huyết dụ. Nó cũng có thân dài và chùm lá màu trắng, nhưng thân khá rộng, phía trên có một bông hoa to, màu trắng, hình ô. Để nhận biết điểm khác biệt, hãy chú ý đến lá cây của loài cây này. Chúng trông sắc nét và chia nhánh, rộng khoảng 1,8 mét. Thân cây dày và có lông cứng màu trắng và các đường gờ rỗng. Bạn có thể nhận thấy những đốm màu tím trên thân cây, giống như cây huyết dụ, nhưng loại cây này mọc cao hơn nhiều và có ít lá dương xỉ hơn. Đầu hoa của nó có thể dài tới 0,6 mét. Nhựa cây thực sự có thể làm bạn bị đau. Nó chứa một chất hóa học gọi là furocoumarin, khiến da bạn siêu nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Nó cũng có thể gây ra vấn đề về lâu dài gọi là nhạy cảm hóa, có nghĩa là thậm chí nhiều năm sau, làn da của bạn vẫn có thể phản ứng xấu với ánh sáng mặt trời. Vì vậy, nếu bạn để nó dính vào người và đi ra ngoài nắng, bạn sẽ bị bỏng nặng, hồng rộp và mất rất lâu để vết thương lành lại. Những vết sẹo để lại sau khi lành cũng sẽ đeo bám nạn nhân suốt đời, và bạn không chỉ phải lo lắng về vết bỏng da không đâu. Nếu nhựa cây dính vào mắt bạn, nó thậm chí có thể khiến bạn bị mù. Bạn nên đặc biệt cẩn thận vào mùa hè khi loài cây này hoạt động mạnh nhất. Hãy nhớ rằng bạn có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi bạn mặc quần áo hoặc đi giày. Vì vậy, hãy cố gắng tránh xa bất cứ thứ gì có vẻ đáng ngờ. Các triệu chứng có thể bao gồm phát ban, ngứa và nổi mụn nước đau đớn. Nếu bạn nhận ra rằng mình vô tình bị đau do loại cây này, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Đặc biệt, nếu bạn thấy các vết phồng rộp, cách sơ cứu bao gồm rửa khu vực bằng xà phòng và nước và băng lại. Có những loại cây rất độc hại khác có thể ẩn náu trong khu vườn hoặc khu vực địa phương của bạn, bất chấp chúng có vẻ ngoài trông vô hại và xinh đẹp. Đừng bị vẻ đẹp của hoa mào địa hoàng đánh lừa. Loại cây này có chứa digitosin, được sử dụng trong y học để kích thích tim. Tất cả các bộ phận của cây mào địa hoàng đều có độc. Nếu ăn phải lá, bạn có thể bị đau bụng, buồn nôn, nôn mửa hoặc tệ hơn. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến thị lực của bạn và gây ra các vấn đề về tim và thận. Bạch anh là một trong những loại cây độc nhất. Đừng bao giờ ăn nó. Chỉ một vài quả mọng của cây có chứa tropanthocannabinoid cũng đủ để khiến một người tử vong. Cây này là một thành viên của họ cà chua. Nó có thể được tìm thấy trong rừng, mặc dù không phổ biến như trước. Các thành viên cùng họ với loài cây này khá phong phú, bao gồm cà chua, khoai tây, ớt, cà tím, ớt và cây kỳ nham. Bất chấp bản chất đáng sợ của nó, chúng ta có thể chiết xuất thuốc giải độc cho khí thần kinh từ loại cây này. Vì vậy, mặc dù nguy hiểm, nhưng nó cũng có đặc tính độc đáo với tiềm năng sử dụng làm thuốc. Và cuối cùng là cây độc cần nước, còn được gọi là cây mùi tây độc. Đây là một loại cây rất phổ biến xung quanh sông hồ. Như bạn có thể đoán từ chính tên gọi, nó có liên quan đến cây độc cần, một loại cây có độc khác. Bản thân độc cần là một loài cây rất nguy hiểm. Nó có thể gây tử vong cho ai đó vô tình ăn phải và có chứa 5 loại alkaloid khác nhau, có thể dẫn đến tê liệt nghiêm trọng hệ thần kinh. Điều tệ hơn nữa là nó thường được tìm thấy trong tự nhiên xung quanh các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, hai loài thực vật này sống ở những nơi khác nhau và có độc tố khác nhau. Mỗi bộ phận của cây cần độc cần nước, bao gồm cả củ, thân và lá, đều chứa một chất độc cực mạnh gọi là rinantotoxin. Chất độc này nhắm vào hệ thần kinh trung ương và có thể gây co giật nghiêm trọng. Vì vậy, tốt nhất là nên tránh xa cả hai loại cây này. Đây chỉ là những loài thực vật tương đối độc hại, nhưng cũng có những loài được gọi là nguy hiểm nhất trên thế giới. Anconit, câu phụ tử, còn được gọi là mũ tu sĩ hoặc quỷ, là một trong những loài cây độc nhất ở châu Âu. Chỉ cần chạm vào nó cũng có thể gây hại vì nó có chứa chất độc thần kinh mạnh. Cây Machineel được tìm thấy ở cả châu Mỹ. Nhựa cây này có thể làm bỏng da bạn, lá và quả của nó gây chết người. Thầu dầu có nguồn gốc từ châu Phi. Hạt của cây bụi này có chứa ricin, một chất độc được cho là độc hơn cyanua 6.000 lần, nhưng nó cũng có mặt tích cực. Dầu thầu dầu có thể được chiết xuất từ những hạt này. Hạt đậu mân côi được sử dụng làm đồ trang sức, nhưng chúng chứa một loại độc tố gọi là abrin, cực độc. Vì vậy, hãy cẩn thận với những phụ kiện này. Cây trúc đào là một loại cây cảnh phổ biến, tuy nhiên nó có chứa độc tố. Mặc dù tình trạng ngộ độc xảy ra khá phổ biến, nhưng may mắn thay, loại cây này có vị đắng đến mức không ai muốn ăn nó với số lượng lớn, nên trường hợp tử vong là rất hiếm. Gimpi là một loại cây có nguồn gốc từ Australasia, Indonesia và Malaysia. Loại cây này có cái tên ngộ nghĩnh, nhưng những sợi lông châm chích của nó gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Và cuối cùng, cây khoai tây tuy không độc hại như những cây khác, nhưng có thể gây hại nếu ăn phải. Phần xanh của cây khoai tây có chứa chất độc như solanin và chaconin.
Loại bỏ những cây độc hại xung quanh khu vườn của bạn là điều quan trọng, mặc dù điều đó không bắt buộc về mặt pháp luật. Đặc biệt là vì chúng có thể lây lan trong tự nhiên và bạn có thể gặp rắc rối với pháp luật vì điều đó. Đây là những gì bạn có thể làm để loại bỏ chúng một cách an toàn. Đầu tiên, hãy đeo đồ bảo hộ như găng tay và khẩu trang, che phủ hoàn toàn làn da của bạn và đảm bảo rằng không có gì có thể chạm vào da bạn. Đảm bảo vứt bỏ thiết bị sau khi dùng hoặc rửa ngay lập tức thật cẩn thận. Cẩn thận và không để cây độc ra hoa. Cố gắng vứt bỏ chúng khi chúng còn nhỏ và nhổ chúng ra khi đất ướt. Đối với những cây lớn hơn, bạn có thể cần làm lỏng rễ bằng một cái nĩa. Tốt nhất là giao việc này cho các chuyên gia nếu đó là một khu vực rộng lớn. Cuối cùng, hãy đảm bảo vứt bỏ cây một cách cẩn thận. Đừng vứt nó đi bất cứ đâu vì nó có thể lây lan và gây ra nhiều vấn đề hơn. Và hãy cảnh giác trong tương lai vì nó có thể sản sinh ra rất nhiều hạt giống tồn tại rất lâu. Không cần phải hoảng sợ nếu bạn nhìn thấy chúng trong khu vườn của mình. Chỉ cần cẩn thận và tiến hành các biện pháp nếu bạn thấy nó trong khuôn viên gia đình mình. Nếu bạn nhìn thấy chúng trong khu vực mình sinh sống, hãy gọi cho chuyên gia để loại bỏ chúng. May mắn thay, các trường hợp tử vong là rất hiếm. Và ngay cả khi bạn chỉ vô tình chạm vào cây, bạn cũng nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nhưng tại sao một số loài thực vật lại nguy hiểm đến vậy? Tất cả đều liên quan đến hóa học và cách thực vật phát triển theo thời gian. Thực vật phát triển độc tố để tự bảo vệ mình khỏi bị động vật ăn thịt. Nếu một thực vật độc hại hơn một chút so với những thực vật xung quanh nó, thì nó có cơ hội sống sót cao hơn vì động vật sẽ tránh xa nó. Điều thú vị là hầu hết các loài thực vật đều trở nên nguy hiểm để xua đuổi những động vật cổ đại lớn như voi ma mút hay bò rừng, chứ không phải con người. Do đó, những chất độc này thường không gây tử vong. Các loài cây chỉ muốn làm cho những đối tượng ăn nó cảm thấy không khỏe để các loài động vật ngừng ăn cây. Giờ đây, những loài động vật to lớn này đã tuyệt chủng và không ai xâm phạm những loài cây này. Thật không may, chúng đã tiến hóa để luôn tưởng tượng ra mình dễ bị tấn công. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tránh xa chúng nhất có thể. Loài cây đầy gai nhọn này biết bắn đấy. Vì vậy, tốt hơn bạn nên tránh xa. Chúng được gọi là cây sandbox và bạn có thể tìm thấy chúng ở Amazonia. Ban đầu, hạt của chúng giống một quả bí ngô nhỏ. Qua thời gian, chúng cứng cáp và trưởng thành hơn. Và đây mới là phần thú vị. Ngay khi cây trưởng thành hoàn toàn, các hạt giống sẽ nổ và phun ra với tốc độ 240 km/h. Chúng thậm chí có thể bắn xa tới 18 m. Vì vậy, bạn sẽ gặp nguy hiểm nếu đứng gần đó trong quá trình cây phát nổ. Chứ kể đến việc hạt giống còn có độc nữa, hai trong một luôn. Chắc chắn, một số cây không mọc thẳng đứng, nhưng cây uốn cong hoàn toàn, với các nhánh thậm chí chạm đất, là một cảnh tượng không thể bỏ qua. Loài cây như vậy có tên là El Arbol de la Sabina, mọc ở Tây Ban Nha. Tình trạng của chúng phụ thuộc vào gió. Gió chiều nào, cây cong theo chiều đó. Kết quả là cây không chỉ có hình dạng kỳ lạ, mà còn có thể thay đổi hoàn toàn vào những thời điểm khác nhau trong năm. Loài cây linh hoạt này có thể cao tới hơn 8 mét và thường mọc ở những nơi khó tìm nhất, ví dụ như trên đá. Còn cây cổ thụ già như khủng long thì sao? Được phát hiện vào năm 1994, loài cây thông Wollemi có thể được tìm thấy ở dãy núi Blue của Sydney, nước Úc. Chúng có niên đại hơn 200 triệu năm, vì vậy có thể dễ dàng tin rằng khủng long đã đi xung quanh chúng. Vì loài cây này có nguy cơ tuyệt chủng và hiện nay chỉ còn 100 cây sống trong tự nhiên, nên các nhà khoa học không muốn tiết lộ vị trí của chúng. Họ muốn đảm bảo rằng cây được bảo quản tốt. Ngoài ra, chúng rất quan trọng đối với khoa học, vì nghiên cứu chúng có thể giúp chúng ta khám phá thông tin mới về quá khứ của trái đất. Vỏ cây có thể dạy chúng ta nhiều điều khác nhau, như sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian hoặc sự tiếp xúc với các hóa chất khác nhau. Cây sự sống được đặt tên như vậy vì chúng có thể chịu được các điều kiện khó khăn và phát triển rất mạnh. Nằm ở sa mạc ngoại ô của Bahrain, Prosopis cinerarea có bộ rễ rất sâu, giúp chúng tồn tại trong cái nóng như thiêu đốt. Các nhà khoa học vẫn chưa thể hiểu cách cây tìm được đủ nước. Chúng đặc biệt đến mức thu hút hơn 50.000 du khách mỗi năm. La India Dormida ở Panama là một vùng núi có hình dạng giống cơ thể của một cô gái đang ngủ. Nó là một phần của một vùng lớn hơn và rất bí ẩn, tên là El Valle de Anton, nằm gần một trong những ngọn núi lửa đã tắt và có người ở lớn nhất thế giới. Và ở đó cũng có một loài cây khá kỳ lạ, đó là cây hình vuông. Ngay cả các vòng của cây, nghĩa là bên trong thân, cũng có hình dạng như vậy, với các cạnh tạo thành góc, thậm chí đôi khi là góc 90 độ hoàn hảo. Các nhà nghiên cứu cố gắng tìm hiểu lý do vì sao loài cây này phát triển với hình dạng đặc biệt như vậy. Họ thậm chí đã thử lấy mẫu của một số cây và trồng ở nơi khác, xem chúng có giữ được hình dạng đó hay không, và kết quả là không.
Vì vậy, rõ ràng là hình dạng kỳ lạ của chúng có liên quan đến thung lũng kia. Một số người tin rằng lúc đầu có một nông dân địa phương đã trồng cây trong hộp, buộc cây phải phát triển như vậy để giảm chất thải gỗ, vì những cây hình tròn thường bị chặt thành những phần có góc nhọn. Một trong những cây lâu đời và lớn nhất thế giới được tìm thấy ở vườn quốc gia Sequoia của Mỹ. Nó được gọi là General Sherman và có độ cao 84 mét, gần bằng tượng nữ thần tự do. Chu vi của cây cũng ấn tượng không kém, ở gần mặt đất là khoảng 31 mét. Về tuổi của cây, chúng ta chỉ có thể đoán nó khoảng từ 2.300 đến 2.700 năm tuổi. Đó là cây cổ thụ rồi nhỉ? Có nhiều loài cây đẹp nhưng không loài nào nổi bật bằng cây bạch đàn cầu vồng được tìm thấy ở Philippines. Chúng gần giống như được vẽ bằng tay bởi các lớp vỏ cây có nhiều màu. Cây cũng tô màu cho các lớp theo cách độc đáo. Nghĩa là chúng có nhiều màu cùng một lúc, từ xanh lá đến xanh lam, sau đó là màu tím, rồi màu cam và cuối cùng là màu nâu. Loài cây này không được sử dụng cho mục đích trang trí mà để sản xuất giấy. Ở Namibia có một cái cây với hình dáng kỳ lạ và khá nguy hiểm, gọi là cây chai. Về hình dạng thì khá dễ hiểu, đó là cây thân tròn, càng lên trên càng hẹp. Nhưng nhựa được thu hoạch từ cây thì cực độc. Truyền thuyết kể rằng những người thợ săn địa phương thường nhúng mũi tên của họ vào đó để tăng thêm tính sát thương. Cây trồng rất đẹp vào mùa nở hoa, với những bông hoa màu hồng trắng và nhụy màu đỏ. Đôi khi nhìn thấy một cái cây uốn cong không phải là điều quá đặc biệt, nhưng để xem cả khu rừng như vậy thì bạn phải đến thị trấn Gryfino ở Ba Lan. Gần đó có một khu rừng gồm 400 cây có hình dạng kỳ lạ. Chúng bị uốn cong nhờ sự can thiệp của máy móc. Chúng không phát triển như vậy, nhưng mục đích của việc này vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Một số người cho rằng nguyên nhân là do ban đầu người ta có ý định dùng gỗ của cây để làm đồ nội thất hoặc thậm chí đóng thuyền. Nhưng dù thế nào đi nữa, khu rừng này cuối cùng đã bị bỏ hoang. Cây bông gòn đã bao phủ những ngôi đền Ta Prohm cổ kính ở Campuchia, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Những cành lớn của cây đã tự do phát triển trên các cấu trúc này trong nhiều năm, từ thế kỷ thứ 12. Các ngôi đền đã được khôi phục và mở cửa cho du khách. Cây huyết rồng mọc ở quần đảo Canary, phía tây bắc châu Phi. Người dân địa phương từng nói khi một con rồng qua đời, nó sẽ biến thành một cái cây. Với chiều dài ấn tượng là 15 mét, cây được đặt tên như vậy vì nhựa có màu đỏ và có thể được thu hoạch từ vỏ cây. Ngày nay, chất màu đỏ vẫn được sử dụng cho thuốc nhuộm và trong y học. Một trong những loài cây lớn nhất, lâu đời nhất và ấn tượng nhất trên thế giới là cây sân lan baobab. Cây cao 22 mét và có chu vi là 47 mét. Cây này mọc ở Nam Phi. Điều khiến nó tuyệt vời hơn nữa đó là bên trong thân cây rỗng tự nhiên. Vì vậy, người ta đã xây một phòng khách nhỏ bên trong đó vào năm 1933. Ban đầu, phòng chỉ có thể chứa tối đa 20 người, nhưng bây giờ lên tới 60 người. Chưa kể, cây có niên đại hơn 6.000 năm. Cây bạch dương bạc mọc khắp Scandinavia và Đông Bắc châu Âu. Chúng đã tìm được cách phản chiếu ánh sáng. Vỏ của chúng dần nhạt màu đi, và trong mùa lạnh, các cành cây cũng đóng băng. Cảnh tượng này giống như trong một thế giới thần tiên vào mùa đông vậy. Cây cũng phát triển mối quan hệ đối tác với một loài nấm để chúng kết nối với rễ cây, rồi xòe ra dưới đất nhằm lấy chất dinh dưỡng mà cây không thể với tới. Với những dịch vụ này, cây đổi lại đường cho nấm. Người đồng hành của cây bạch dương rất nguy hiểm và mọi người không nên ăn. Chúng dễ dàng nhận ra với phần đầu hình nấm màu đỏ tươi truyền thống, có lốm đốm màu trắng. Một lễ hội tự nhiên không thể bỏ qua là mùa hoa anh đào ở Nhật Bản. Loài hoa màu trắng hồng này có nguồn gốc sâu xa trong văn hóa nước Nhật, đi đôi với một câu nói của người dân địa phương, đó là Mono no aware. Tôi nói gần đúng chứ? Dịch tương đối là mọi thứ chỉ là tạm thời, bất kể nó hoàn hảo hay đẹp đẽ đến đâu. Nếu đến thăm Nhật Bản, rất nhanh thôi bạn sẽ thấy biểu tượng hoa anh đào nở ở khắp mọi nơi, từ logo công ty đến cả quần áo hoặc đồ gia dụng. Công viên quốc gia Yosemite ở Mỹ từng có một hệ thống cây tuyệt vời mà sau đó trở thành đường hầm. Đó là cây Coast Redwood, cao 69 mét. Nó được đặt biệt danh là Wawona, là từ của thổ dân châu Mỹ để chỉ tiếng kêu của một con cú. Cây bị đổ vào năm 1969 vì tuyết rơi dày đặc, nhưng nó vẫn tồn tại như một hệ sinh thái cho động thực vật và côn trùng. Bây giờ nó được gọi là cây đường hầm sụp đổ. Một loài cây được gọi là Blackedigin. Chà, bạn có thể đọc. Là loài thực vật hiếm nhất trên trái đất. Sách kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi lại một loài cây thuộc loại này ở ngoài khơi bờ biển New Zealand.
không phải lúc nào nó cũng cô đơn như vậy. Nhưng vì con người đã mang dê đến hòn đảo và chúng phá hoại tất cả các thành viên trong gia đình của cây này. May thay, các nhà khoa học đang tìm cách trồng các mẫu vật mới. Đó là tất cả những gì tôi có hôm nay. Texas là quê hương của một số loài động vật kỳ lạ nhất, đáng sợ nhất và khác thường nhất mà bạn từng nghe nói đến. Tuy có thể gây ngạc nhiên, nhưng bang này có rất nhiều sinh vật mà bạn khó có thể nhìn thấy ở những nơi khác. Thế nên, chúng ta hãy chào đón những sinh vật tuyệt vời nhất nhé! Sinh vật màu xanh sáng rất đẹp này được gọi là Blue Sea Dragon, rồng biển xanh. Mặc dù có một cái tên hoành tráng như vậy, nhưng thực ra loài sinh vật này rất nhỏ bé, thường không lớn hơn một quả nho là bao. Bạn có thể tìm thấy nó trên bãi biển hoặc nổi bên cạnh bạn trong nước. Bây giờ, bạn cần nhớ một điều, dù con sên nhỏ này trông có đẹp đến đâu, đừng bao giờ chạm vào nó. Một khách du lịch đã phát hiện ra một vài con rồng xinh đẹp này trên bờ đảo Mustang. Anh ấy kéo một con lên, tại muốn quay lại vẻ đẹp ấy. May mắn thay, anh ấy đã trả nó trở lại nước trước khi nó có thể chích anh. Nếu không, mọi thứ có thể kết thúc tồi tệ vì rồng biển xanh có độc. Mặc dù có kích thước nhỏ bé, nhưng nọc độc của chúng lại có vỏ đấy. Tất cả do chế độ ăn uống à nha. Món ăn yêu thích của chúng là manoa bồ đào nha, một loài sứa có đủ nọc độc để làm tê liệt các loài cá nhỏ và động vật giáp xác. Đầu tiên, rồng biển xanh sử dụng chất nhầy để vô hiệu hóa các tế bào châm chích khét tiếng của loài sứa, và sau đó chúng đánh cắp các tế bào này từ các xúc tu của manoa, lưu trữ và tập trung chúng trong các mô của chính chúng. Sau đó, chúng giải phóng các tế bào châm chích này khi tiếp xúc. Điều này làm cho vết đốt của chính chúng còn mạnh hơn, thậm chí còn tệ hơn cả vết đốt của chính con sứa ấy. Những sinh vật cực đỉnh này cũng cực kỳ lén lút. Mặc dù vẻ ngoài của chúng rực rỡ là thế, chúng là những bậc thầy ngụy trang nổi tiếng. Bạn thấy đấy, màu xanh rực rỡ đó thực sự nằm trên bụng của chúng. Và khi chúng nổi bằng lưng, cơ thể chúng hòa làm một với nước luôn. Đối với lưng của rồng biển, chúng có màu xám để ngụy trang khi ở dưới đáy biển. Giờ hãy nói về một sự thật thú vị nào. Một nhóm rồng nhỏ trôi cùng nhau được gọi là hạm đội xanh. Và một sự thật khác nè, rồng xanh thường đẻ một chuỗi khoảng 16 quả trứng và chúng mất khoảng 3 ngày để nở thành ấu trùng. Rồng biển xanh hiếm khi vào bờ, chúng có thân mềm, vì vậy khi những con cuối cùng cũng vượt qua vùng sóng và dạt vào bờ, chúng đã bị tách rời. Vẫn phải coi chừng đó, ngay cả trong trường hợp này, nọc độc trong cơ thể chúng cũng không tiêu tan. Nhưng tất nhiên, rồng biển xanh không phải là loài động vật khác thường duy nhất sinh sống ở Texas. Hãy nhìn sinh vật ác mộng này, độc, nhây nhụa và gần như bất tử. Xin giới thiệu sâu đầu búa. Và điều tồi tệ nhất à, nó có thể đang ẩn nấp trong khu vườn của bạn khi bạn đang xem video này. Bạn có thể dễ dàng nhận ra loài giun này bởi cái đầu hình chiếc thuẫn rất đáng sợ của nó. Nó trông không giống bất kỳ động vật không xương sống nào khác mà bạn từng thấy, hay bất kỳ sinh vật nào khác. Lúc đầu, nó chỉ được tìm thấy ở đồng Texas, nhưng sau đó các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những sinh vật lạnh sống lưng này ở Bắc, Trung và Nam Texas. Về cơ bản là ở khắp mọi nơi, trừ những khu vực khô cằn ở Tây Texas. Một trong những điều đáng sợ nhất về loài sâu này có thể là chiều dài của nó. Sinh vật này có thể dài bằng một bàn chân. May mắn thay, cá thể khổng lồ như vậy không phải là quá phổ biến. Hầu hết giun đầu búa chỉ đạt chiều dài 15cm. Bạn có thể bắt gặp hai loài giun này ở Texas và cả hai loài đều có một sọc sẫm màu ở giữa. Loài lớn hơn trong số hai loài này ăn giun đất. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Bạn có thể biết rằng giun đất đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho đất giàu khoáng chất và khỏe mạnh tổng thể. Nếu giun đất biến mất, thực vật ở những khu vực như vậy sẽ không nhận được chất dinh dưỡng cần thiết. Ngay cả đối với con người và vật nuôi, gặp một con sâu đầu búa cũng không phải là trải nghiệm vui gì cho cam. Sâu đầu búa là loài động vật không xương sống trên cạn duy nhất tiết ra một chất độc thần kinh rất nguy hiểm, giống như chất độc mà cá nóc tiết ra. Nhờ vào kích thước tuyệt đối của cơ thể con người, việc chạm vào một con sâu đầu búa sẽ không làm bạn đau lắm, nhưng nó vẫn có thể khiến tay bạn bắt đầu ngứa ran hoặc thậm chí tê liệt, còn nguy hiểm hơn nhiều đối với vật nuôi. Đã có trường hợp chó ăn phải sâu đầu búa và khiến chúng nôn mửa cả ngày. Thú vị là loài này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nhưng chúng hẳn phải thành thạo nghệ thuật đi nhờ xe vì vào đầu những năm 1900, chúng đã được tìm thấy ở Mỹ rồi.
Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn loại bỏ một con sâu đầu búa, đó là cách hành động tốt nhất. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là chặt nó bằng xẻng. Vấn đề là giun dẹp sinh sản bằng cách tự xé đôi mình. Vì vậy, bằng cách cắt nó, bạn thực sự giúp quần thể giun biến một con thành hai con. Đó là lý do tại sao sâu đầu búa đôi khi được mô tả là bất tử. Điều này hơi quá vì những sinh vật này không thể sống sót khi đối đầu với giấm hoặc muối. Giờ, mặc dù bạn đã an toàn trước loài sâu đầu búa ở Tây Texas, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể bắt gặp một loài động vật nguy hiểm khác, chẳng hạn như tôm hùm đất từ địa ngục. Những sinh vật này còn được gọi là bọ cạp roi, và chúng không phải là động vật giáp xác thực sự đâu. Chúng thuộc họ nhện. Ai mà đoán được chứ? Dù sao đi nữa, những sinh vật tám chân này có vết cắn rất khó chịu, nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất về chúng. Tôm hùm đất. Chuẩn bị tinh thần, phun axit 85% giống như giấm từ đuôi của chúng. Đa số thời gian chúng làm điều đó để tự bảo vệ mình, nhưng đó vẫn có vẻ là một việc làm không thân thiện lắm nhỉ? Một con tôm hùm đất cũng có thể kẹp một ngón tay đến quá gần với phần miệng nặng nề của nó. Ở phần dưới bụng, bọ cạp roi có đuôi dài giống như roi da. Đó là lý do tại sao những loài nhện này thường được coi là bọ cạp roi. Mặc dù chúng không liên quan đến bọ cạp và cũng không có đốt, những cơn mưa mùa hè dụ những con nhện này ra khỏi hang để tìm kiếm thức ăn và tình yêu. May mắn thay, các chuyên gia cho rằng tôm hùm đất không độc đối với con người, nhưng chúng rất có khả năng để lại dấu vết băng cặp kìm lớn mà chúng dùng để bắt côn trùng. Bọ cạp roi có thể được coi là hữu ích vì chúng ăn cuốn chiếu, dế, bọ cạp và gián. Chúng săn mồi bằng cách cảm nhận sự rung động của con mồi bằng đôi chân trước dài của chúng. Vì loài này thích ra ngoài sau khi trời tối, nên bạn khó có thể nhìn thấy chúng vào ban ngày. Nhưng nếu bạn vấp phải một con, hãy xem thử nhé. Nếu là con cái, nó có thể đang cõng con non trên lưng. Bây giờ hãy tưởng tượng đó là giữa mùa xuân và bạn đang đi bộ giữa những bông hoa và cây xanh đang nở rộ. Đột nhiên bạn phát hiện ra một cái gì đó siêu kỳ lạ trên mặt đất. Con vật trông thật dễ thương, toàn lông tơ và trông mềm mại. Mong muốn chạm vào nó là không thể cưỡng lại. Coi chừng, nọc độc của sâu bướm có thể hành bạn ra ngô ra khoai đấy. Con này được gọi là sâu bướm mặt mèo đó. Có một số loài sâu bướm đốt ở Texas. Sâu bướm độc, sâu bướm gai sồi, sâu bướm yên ngựa và sâu bướm Io. Và chạm vào bất kỳ loài nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khó chịu. Nếu bạn đã chạm vào thứ lông lá xinh xắn đó trong công viên, rất có thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nóng rát và nổi mẩn ngứa. Trong trường hợp xấu nhất, bạn thậm chí phải đến phòng cấp cứu nữa kìa. Vấn đề chính là mọi người phản ứng rất khác nhau với chất độc của sâu bướm. Một số có thể phát triển các phản ứng nghiêm trọng hơn những người khác. Ngoài ra, hậu quả tồi tệ như thế nào còn phụ thuộc vào độ dày của da ở vùng bị ảnh hưởng. Trong hầu hết các trường hợp, cảm giác khó chịu và phát ban biến mất sau vài giờ hoặc đôi khi vài ngày. Về mặt tươi sáng, những con sâu bướm như vậy sau này biến thành bướm đêm và bướm giúp thụ phấn cho hoa và cây cối. Loại bỏ những sinh vật này có nghĩa là gây hại cho khu vực bạn sống. Các chuyên gia chắc chắn rằng việc bắt gặp một con sâu bướm có vết đốt sẽ không dẫn đến điều gì tồi tệ nếu bạn ghi nhớ quy tắc ngón tay cái. Nếu một con sâu bướm trong xù lông xù cánh thì đừng chạm vào nó. Và giải pháp tốt nhất để đối phó với những sinh vật như vậy là giáo dục cho mọi người về bản chất của chúng. Chúng trông như thế nào và tại sao việc chạm vào chúng bằng tay mà không được bảo vệ lại nguy hiểm. Tháng 12 năm 2014, toàn bộ một quận ở Budapest bị bao phủ bởi các tinh thể băng. Cây cối trong khu vực không thể chịu được áp lực từ băng và bắt đầu đổ rạp. Hiện tượng ma quái này được gọi là sương mù băng. Khi xảy ra sương mù băng, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, khiến mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng, giống như những gã giám mục đã làm trong phim Harry Potter. Tất cả là do sự thay đổi nhiệt độ. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng tới những thứ bạn nhìn thấy, mà còn tạo ra những cột trụ và quầng sáng ma quái phát sáng trong bóng tối. Sương mù băng được tạo thành từ những tinh thể băng nhỏ khi nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C. Những giọt nước trong không khí đóng băng và biến thành tinh thể băng. Trước đó, chúng vẫn ở trạng thái lỏng, trừ khi tìm thấy thứ gì đó để đóng băng. Sương mù băng thường hình thành ở những nơi lạnh giá trên thế giới, như Bắc Cực hoặc Nam Cực. Budapest là một địa điểm hoàn toàn bất ngờ. Khí nóng ẩm từ xe cộ và máy bay cũng có thể tạo ra sương mù băng. Một chiếc máy bay cất cánh vào một ngày lạnh giá và bùm,
có quá nhiều sương mù băng đến nỗi chiếc máy bay tiếp theo không thể nhìn thấy gì. Đôi khi điều đó vẫn xảy ra, nó không giống như bụi kim cương, đó là khi những tinh thể băng thư thớt rơi xuống từ bầu trời quang đãng. Nó hình thành khi độ ẩm ở mức siêu cao, gần 100%, và nhiệt độ không khí giảm xuống dưới 0 độ C. Điều này tạo ra các tinh thể băng trong không khí, và cuối cùng chúng lắng xuống các bề mặt khác nhau. Điều thú vị là ban đầu người ta nghĩ rằng những tinh thể băng này có thể xâm nhập vào phổi và gây ra một số rắc rối cho họ. Có rất nhiều hình dạng băng thú vị khác, chẳng hạn như băng thỏ. Nó xảy ra khi không khí lạnh, nhưng mặt đất vẫn chưa bị đóng băng. Nhựa bên trong thân cây nở ra khi nó đóng băng, làm cho thân cây nứt ra. Khi điều đó xảy ra, chất lỏng trượt ra ngoài, gặp không khí băng giá và biến thành những lớp băng mỏng, tạo ra những hình dạng giống như cánh hoa hoặc dải băng tuyệt đẹp. Ánh sáng động đất là một hiện tượng kỳ lạ và độc đáo khác. Khi một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter tấn công Mexico vào năm 2017, hình ảnh ánh sáng xanh lục và lam kỳ lạ trên bầu trời tràn ngập mạng xã hội. Cái gọi là ánh sáng động đất ở Mexico này đã tạo thêm một lớp bí ẩn nữa. Tương tự như sét hòn, ánh sáng động đất khá hiếm, hấp dẫn nhưng khó giải thích với các nhà khoa học. Điều khiến nó trở nên phức tạp là các trường hợp độ ánh sáng xung quanh trận động đất không giống nhau, có cả lý thuyết và huyền thoại về điều này. Ánh sáng động đất có thể xuất hiện với nhiều hình dạng, hình thức và màu sắc khác nhau. Ngược về quá khứ, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 65 tài liệu và những ánh sáng này được đề cập tới từ năm 1600 công nguyên. Ví dụ, vào ngày 12 tháng 11 năm 1988, người ta báo cáo về một quả cầu ánh sáng màu hồng tím dọc theo sông St. Lawrence ở Quebec chỉ 11 ngày trước một trận động đất mạnh. Ở Pisco, Peru, ánh sáng có dạng những tia sáng được ghi lại trên camera an ninh trước trận động đất 8 độ Richter vào năm 2007. Và trước trận động đất năm 2009, ở El Aquila, Ý, người ta nhìn thấy những ngọn lửa cao 4 inch nhấp nháy trên một con phố đá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu ánh sáng động đất có thật hay không. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ vẫn còn đôi chút nghi ngờ và chưa chắc chắn về việc liệu các báo cáo riêng lẻ về ánh sáng bất thường vào khoảng thời gian và địa điểm xảy ra trận động đất có thực sự là ánh sáng động đất hay không. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng những ánh sáng này là do điện tích được kích hoạt trong các loại đá cụ thể trong quá trình hoạt động địa chấn, giống như bật pin trong lớp vỏ trái đất. Một số loại đá, chẳng hạn như đá basalt và đá gabbro, có những lỗi tinh thể nhỏ, chúng có thể giải phóng điện tích vào không khí. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng các điều kiện cần thiết để tạo ra những ánh sáng này tồn tại trong chưa đến 0,5% các trận động đất trên toàn thế giới. Điều này có thể giải thích vì sao ánh sáng động đất lại hiếm tới vậy. Họ cũng lưu ý rằng ánh sáng có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn trước hoặc trong khi xảy ra động đất hơn là sau đó. Một nghiên cứu trước đó cho rằng ứng suất kiến tạo có thể tạo ra hiệu ứng áp điện, trong đó đá chứa thạch anh tạo ra điện trường mạnh khi bị nén. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ánh sáng động đất rất khó khăn vì chúng không thể đoán trước và tồn tại trong thời gian rất ngắn. Đã đến lúc nói về hào quang bất ngờ xung quanh mặt trăng hoặc mặt trời. Bạn đang đi dạo cùng một người bạn và bất ngờ nhìn thấy vầng hào quang mặt trời này. Đó là lời cảnh báo của thiên nhiên, một cơn bão tuyết hoặc mưa bão đang đến. Những quần sáng này hình thành khi hàng triệu tinh thể băng nhỏ trong các đám mây khúc xạ ánh sáng mặt trời. Đừng để bản năng cám dỗ bạn nhìn thẳng vào cảnh ngoạn mục này. Nó có thể làm hỏng mắt của bạn. Đeo kính râm và sau đó bạn có thể chiêm ngưỡng nó trong khoảng 40 phút. Thiên nhiên cũng gửi đến những dấu hiệu cảnh báo sớm khác. Nếu nước biển rút đi một cách bí ẩn để lộ ra san hô và cá, một cơn sóng thần có thể sắp ập đến. Hãy cẩn thận với dòng chảy xa bờ trên bãi biển. Cá mập có thể đang chạy trốn một cơn bão nếu chúng đến gần bờ biển một cách bất thường. Bạn cảm thấy tóc mình dựng đứng và đồ trang sức kêu ù ù. Sét có thể đánh gần đó, hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Tuyết lở, bão xanh và hồ gần núi lửa đều là những mối nguy hiểm tiềm tàng. Biển giao nhau cực kỳ nguy hiểm. Khám phá hang động vào lúc trăng tròn có thể khiến bạn mất mạng. Nếu đại dương chuyển sang màu nâu đỏ, hãy tránh bơi lội vì có thể có tảo độc trong nước.
động vật cũng cảm nhận được thảm họa nếu chúng hành động kỳ lạ. Hãy chú ý. Có ánh sáng xanh hấp dẫn xung quanh quần đảo Masu vào những đêm mùa hè. Đó là do những sinh vật nhỏ bé phát sáng. Một nghiên cứu tiết lộ rằng khách du lịch thích ngắm cảnh tượng tuyệt đẹp này, nhưng có một nhược điểm, nó độc hại và ngày càng lớn hơn mỗi năm. Mặc dù có vẻ ngoài lãng mạn, nhưng hiện tượng này lại có hại. Một nhóm các nhà hải dương học đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để theo dõi sự phát triển của nó trong 19 năm. Sau khi phân tích gần 1.000 hình ảnh vệ tinh, họ kết luận rằng nó đang mở rộng ra các vùng nước sâu hơn. Thật không may, việc mở rộng này đặt ra mối đe dọa cho sinh vật biển. Việc mở rộng của nước mắt xanh có thể gây độc cho cá và rùa biển, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mặc dù bản thân sông tảo không độc hại, nhưng thức ăn của chúng, tảo độc, lại thải ra các hóa chất độc hại vào nước. Quá trình này còn làm cạn kiệt oxy, gây nguy hiểm cho động vật biển. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này vẫn chưa rõ ràng, nhưng ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp ở hạ lưu sông Dương Tử dường như đóng một vai trò quan trọng. Dòng chảy nông nghiệp đưa vào các chất dinh dưỡng thúc đẩy sự nở hoa. Trong quá trình xây dựng dự án đập Tam Hiệp, kích thước nước mắt xanh giảm đi khi lưu lượng sông giảm. Sau khi con đập hoàn thành và dòng sông bắt đầu chảy mạnh trở lại, các đóa hoa xanh này lại nở rộ. Nhóm nghiên cứu dự đoán rằng những giọt nước mắt xanh sẽ tiếp tục mở rộng, gây ra mối đe dọa liên tục đối với sinh vật biển và tạo ra những vùng nước phát sáng rực rỡ hơn. Gió Katabatic hay gió thổi hướng xuống mặt đất xảy ra khi không khí lạnh dày đặc di chuyển từ độ cao cao hơn xuống sườn dốc do trọng lực. Những cơn gió này có thể mạnh, đôi khi đạt tốc độ bão cuồng phong, nhưng hiếm khi xảy ra, không giống như tất cả các loại gió dốc. Gió Katabatic như Bora ở Adriatic hay Santa Ana ở California bắt nguồn từ không khí làm mát trên các bề mặt cao như cao nguyên hoặc núi. Khi không khí đi xuống, nó ấm lên, nhiệt độ của gió này phụ thuộc vào khu vực nguồn. Ở Nam Cực, gió Katabatic rất quan trọng trong việc hình thành các cánh đồng gió ở những khu vực như Greenland và ở Nam Cực. Những cơn gió này có thể trở nên cực kỳ dữ dội, đạt đến cấp độ bão cuồng phong. Chúng góp phần tạo nên những hiện tượng độc đáo, chẳng hạn như thung lũng khô Mermaid ở Nam Cực và gắn liền với những mối nguy hiểm như Willie War ở quần đảo Fiji và Alaska. Lửa Estiemo là một hiện tượng tự nhiên đáng nói đến. Nó xảy ra khi có dòng bão hoặc phun trào núi lửa trong điều kiện điện trường mạnh xung quanh khu vực. Nó tạo ra ánh sáng xanh hoặc tím xung quanh những thứ như cột buồm tàu, mép máy bay hoặc vật sắc nhọn. Hiện tượng phát sáng này là do các phân tử không khí bị ion hóa gây ra và dễ nhận thấy hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Hiện tượng phát sáng là một dạng plasma và nó xảy ra khi điện trường xung quanh một vật thể gây ra sự ion hóa các phân tử không khí. Điều này có thể xảy ra khi có dòng bão vì có sự chênh lệch điện áp cao giữa các đám mây và mặt đất. Những điểm nhọn khiến đám cháy Estiemo dễ xảy ra hơn vì điện trường tập trung nhiều hơn ở những khu vực đó. Màu sắc bạn nhìn thấy xanh lam hoặc tím là do quá trình phát huỳnh quang của nitơ và oxy trong bầu khí quyển trái đất, tương tự như cách hoạt động của đèn neon nhưng với các loại khí khác nhau. Từ Hy Lạp cổ đại đến Trung Quốc vào thế kỷ 15, hiện tượng này từng được mọi người chứng kiến trong suốt lịch sử. Cây xanh tươi hơn có thể cảnh báo chúng ta khi núi lửa đang hoạt động. Hóa ra, không giống như động đất, vốn cực kỳ khó dự đoán, núi lửa đôi khi có thể xuất hiện những dấu hiệu sớm. Thực vật mọc xung quanh núi lửa trông khỏe mạnh hơn khi hoạt động núi lửa tăng mạnh vì chúng phát triển mạnh nhờ mức độ carbon dioxide tăng lên, một loại khí mà núi lửa thải ra trong quá trình phun trào và qua magma dưới lòng đất. Chúng cũng chuyển sang màu nâu hơn khi hoạt động của núi lửa lên đến đỉnh điểm. Có thể là do khí độc hại và nhiệt độ gây hại cho thảm thực vật. Các nhà khoa học đã sử dụng vệ tinh để tìm ra điều này. Họ phân tích dữ liệu vệ tinh trải dài từ năm 1984 đến năm 2022. Những thay đổi trong tương lai cũng có thể được theo dõi thông qua hình ảnh vệ tinh. Điều này không dễ để đo lường trực tiếp, đặc biệt là khi các núi lửa nằm ở những khu vực tươi tốt, khó tiếp cận, chẳng hạn như núi lửa Thai ở Philippines và núi Etna ở Ý.
Bằng cách này, thực vật có thể cảnh báo cho chúng ta về các vụ phun trào núi lửa nhiều năm trước khi chúng xảy ra. Với phương pháp kỳ lạ mới này, chúng ta có thể cứu các cộng đồng lân cận bằng cách tăng cường các biện pháp an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và cải thiện kế hoạch sơ tán. Núi lửa và thực vật thường gắn liền với nhau một cách bí ẩn. Ví dụ, các vụ phun trào núi lửa ở Krakatoa, Indonesia đã mang lại sự phát triển đáng kinh ngạc cho xương rồng Saguaro ở sa mạc Sonoran của Arizona, mặc dù chúng ở cách xa hàng ngàn dặm. Khi ngọn núi lửa Krakatoa khét tiếng phun trào vào thế kỷ 19, nó đã gây chấn động khắp thế giới và đột nhiên giúp nuôi dưỡng một thế hệ Saguaros. Những cây xương rồng đáng kinh ngạc này có thể cao tới 12 mét khi trưởng thành, nhưng chúng bắt đầu cuộc sống như những cây con nhỏ bé cố gắng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc. Tuy nhiên, nhờ điều kiện mát mẻ và ẩm ướt hơn do các vụ phun trào núi lửa như Krakatoa gây ra, chúng có thể có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Mùa hè lạnh hơn và mùa đông ôn hòa hơn sau những vụ phun trào như vậy tạo điều kiện hoàn hảo cho những loài Saguaros non, thường không tồn tại được do nhiệt độ quá nóng và lạnh. Nhưng núi lửa không chỉ ảnh hưởng đến thực vật, chúng cũng là những nhà sản xuất đồ trang sức của trái đất. Sâu bên dưới bề mặt, trong lòng ngọn lửa rực lửa của một ngọn núi lửa, các điều kiện rất phù hợp để tạo thành những viên đá quý rực rỡ. Khi núi lửa phun trào, chúng có thể mang những kho báu này lên bề mặt. Một trong những loại đá quý nổi tiếng nhất được tạo ra bởi hoạt động núi lửa là kim cương. Chúng thường được tìm thấy trong một loại đá núi lửa hiếm gọi là kimberlite, hình thành sâu bên trong trái đất dưới áp suất và nhiệt độ cực cao. Hàng triệu năm trước, các vụ phun trào kimberlite, những sự kiện núi lửa nhỏ nhưng mạnh mẽ đã lôi kéo kim cương từ sâu bên trong trái đất. Điều này đã tạo ra nguồn cung cấp cho nhiều mỏ kim cương ngày nay. Những vụ phun trào này không xảy ra ở bất cứ đâu mà bắt nguồn từ trung tâm ổn định của các lục địa, được gọi là nền cổ. Chúng bùng phát từ độ sâu 121 km dưới lòng đất, được cung cấp nhiên liệu bởi hỗn hợp carbon dioxide và nước. Chúng giống như tên lửa tự nhiên phóng xuyên qua trái đất để tạo thành những kênh hình củ cà rốt chứa đầy đá chứa kim cương. Gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu hơn lý do tại sao những vụ phun trào này lại xảy ra. Họ cho rằng sự tan rã của các siêu lục địa cổ đại như Pangaea đã làm gián đoạn dòng chảy của lớp phủ bên dưới, gây ra những vụ phun trào kimberlite ngoạn mục này. Khi một ngọn núi lửa chứa kimberlite phun trào, nó có thể đẩy những viên đá quý này lên bề mặt, nơi cuối cùng chúng ta tìm thấy chúng. Có những loại đá quý khác có thể được tìm thấy trong dung nham đông đặc như peridot, một loại đá màu xanh sáng hình thành trong đá nóng chảy của lớp phủ phía trên và được đưa lên bề mặt nhờ hoạt động của núi lửa. Ngoài ra, còn có obsidian, một loại đá sáng bóng như thủy tinh hình thành khi dung nham nguội đi nhanh chóng. Và sau đó có một số tảng đá điên rồ giống như những tảng đá có thể chứa nước ngay cả trong dung nham. Càng lặn sâu trong núi lửa, chúng ta càng tìm thấy những viên đá quý quý hiếm. Khi đi sâu vào lớp dày được gọi là lớp phủ, chúng ta có thể tìm thấy ovilin, một loại khoáng chất có màu xanh lá cây đẹp, đàn hồi, chiếm khoảng một nửa lớp này. Nó thích nhiệt độ cao và vui vẻ hình thành trong dung nham. Cuối cùng, kết tinh thành đá lửa mà chúng ta tìm thấy nằm rải rác trên bề mặt trái đất nhờ các vụ phun trào núi lửa. Khi olivin nguội đi, nó bắt đầu kết tinh. Đôi khi những tinh thể này rất nhỏ, nhưng đôi khi chúng phát triển lớn và có thể được đánh bóng thành những viên đá quý tuyệt đẹp, được sử dụng trong đồ trang sức hoặc các quy trình công nghiệp như đúc kim loại. Nhưng khi chúng tôi đi sâu hơn, khoảng 402 km, olivin trải qua một sự biến đổi lạ kỳ. Ở đây, chúng ta gặp lớp được gọi là vùng chuyển tiếp. Trong vùng chuyển tiếp, áp suất rất lớn và nhiệt độ ngày càng tăng. Ở nơi này, olivin biến đổi thành các khoáng chất kỳ lạ như Wasslia và Ringwoodite. Chúng có màu xanh lam đáng yêu và ánh sáng sáng bóng. Mặc dù chúng quá hiếm và nhỏ để làm đồ trang sức, nhưng chúng có khả năng độc đáo là giữ nước trong cấu trúc của chúng. Không phải ở dạng giọt mà ở dạng thành phần hydro và oxy, chiếm tới 3% thể tích của chúng. Sau này, hóa ra vùng chuyển tiếp không chỉ là nồi áp suất chứa khoáng chất, đó là một miếng bọt biển khổng lồ chứa một hồ nước chứa ngầm rộng lớn. Đây là một khám phá mang tính đột phá. Bạn có thể hiểu cách chơi chữ không? Nước ẩn này không tạo thành đại dương như chúng ta biết, nhưng cho thấy một lượng nước khổng lồ được lưu trữ sâu bên trong trái đất.
Núi lửa giúp chúng ta tìm hiểu thêm về sự sống không chỉ trên hành tinh của chúng ta mà còn trên những hành tinh khác. Ở trung tâm rực lửa của ngọn núi lửa Poás của Costa Rica là Laguna Caliente. Hồ miệng núi lửa thủy nhiệt này là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Chúng ta có rất nhiều thứ ở đây, nhiệt độ nóng, kim loại độc hại và nước có tính axit đến mức có thể ăn mòn kim loại. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, vẫn có một số vi sinh vật cứng rắn có thể phát triển mạnh trong những điều kiện này. Và sự sống sót đáng chú ý này đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học vì nó có thể nắm giữ manh mối về sự sống trên sao Hỏa. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những vi khuẩn cực đoan này. Hóa ra, chúng đã phát triển vô số khả năng thích nghi di truyền để chống chọi với môi trường khắc nghiệt. Chúng có gen giúp chúng ta xử lý mọi thứ từ lưu huỳnh và sắt đến các hạt carbon và nhựa sinh học. Tất cả những điều này có thể rất quan trọng trong những môi trường đầy thách thức như sao Hỏa. Xe tự hành Perseverance của NASA hiện đang khám phá vành miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa. Trước đây, chúng ta đã tìm kiếm các dấu hiệu sự sống của sao Hỏa ở những nơi như lòng suối cũ và vùng đồng bằng sông. Tuy nhiên, việc phát hiện ra Laguna Caliente gợi ý rằng có lẽ chúng ta cũng nên tìm kiếm sự sống ở tàn tích của các suối nước nóng cổ xưa trên sao Hỏa. Những điểm này có thể đã từng có nguồn nhiệt, nước và năng lượng phù hợp được cho là cần thiết cho quá trình khởi động sinh học. Núi lửa có thể giúp đỡ các hành tinh bằng nhiều cách nhưng chúng cũng có thể hủy diệt sự sống. Các nhà khoa học tin rằng hoạt động của núi lửa là một trong những nguyên nhân chính gây ra ít nhất 3 trong số 5 vụ tuyệt chủng hàng loạt trên trái đất. Lấy sự tuyệt chủng hàng loạt của loài khủng long, chúng ta thường đổ lỗi cho thiên thạch Chicxulub, nhưng có khả năng nguyên nhân là do núi lửa gây ra. Hậu quả của vụ phun trào có thể rất khủng khiếp. Núi Tambora nằm trên đảo Sumbawa của Indonesia phun trào vào năm 1815 và là vụ phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Vụ phun trào lớn này mạnh đến mức nó phun ra từ 33 đến 46 km mét khối vật chất. Nó lớn đến mức âm thanh của vụ phun trào có thể được nghe thấy ở tận Sumatra, cách xa hơn 2.575 km. Trước vụ phun trào thảm khốc, Tambora đã không hoạt động trong nhiều thế kỷ và khoang magma của nó dần nguội đi và kết tinh. Quá trình này đã tạo ra áp lực to lớn bên trong núi lửa. Cuối cùng, nó đã được bùng nổ trong một loạt các sự kiện kinh hoàng bắt đầu vào ngày 5 tháng 4 năm 1815. Đến điểm xảy ra vào ngày 10 tháng 4 khi những đám tro và đá bọt khổng lồ được ném vào bầu khí quyển. Hậu quả của vụ phun trào thật thảm khốc, sóng thần tan phá khu vực xung quanh. Người ta ước tính có khoảng 4.600 người đã thiệt mạng ngay lập tức sau vụ phun trào. Tro bụi ảnh hưởng đến chất lượng không khí và nguồn nước trên toàn khu vực. Sự kiện này đã đi vào lịch sử với tên gọi Năm không có mùa hè. Điều này là do lượng lớn sulfur dioxide Tambora bị đẩy vào tầng bình lưu. Nó tạo ra một bức màn mù mịt khí phản chiếu ánh sáng mặt trời và làm giảm đáng kể nhiệt độ toàn cầu. Điều tương tự đã xảy ra với hành tinh của chúng ta cách đây 66 triệu năm trong thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Bầu trời chuyển sang màu đen trong nhiều tháng. Ý tôi là tôi không coi đó, nhưng đó là điều họ nói.